Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục sang tập số 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Hậu Quả Của Việc Bỏ Bùa Để Yêu. Chắc hẳn là quý vị cũng đang rất là mong ngóng cái kết của bộ truyện này để xem số phận các nhân vật của chúng ta sẽ như thế nào. Theo cái nhìn của cá nhân tôi thì đây cũng là một cái kết rất là hay. Và chắc hẳn là nhiều quý vị ở đây cũng sẽ bất ngờ về cái kết của một số cái nhân vật trong câu chuyện của chúng ta. Vậy thì không mất thời gian nữa, chúng tôi mời quý vị thưởng thức ngay tập số 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hậu Quả Bỏ Bùa Để Yêu của tác giả Tống Ngọc qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Lúc giờ đến nồi cơm thì thấy hắn đã cắm trước. Hóa ra cũng biết đặt cơm cửa đấy. Cô nghĩ rồi bắc chảo lên rán cá. Xem một cái khúc cá được thả vào chảo dầu sôi. Tiếng nổ lốp bốp cùng một vài câu suýt xoa của cô khiến cho Văn Phi phía sau nhấp nhòm. Không phải nói Hồng Ngọc là một người tự lập, chưa từng làm nũng lũng và cũng không có ý định đó với bất cứ ai. Văn Phi có muốn giúp cũng chỉ nhận được cái khước từ lạnh nhạt của cô. Trong bữa cơm khi lần đầu tiên hai người ngồi ăn cùng, bầu không khí hoàn toàn im lặng. Dù tivi vẫn bật, nhưng một vài tiếng loa đài chỉ làm tăng thêm sự tĩnh lặng của hai người. Ăn cũng chẳng ngon miệng, Hồng Ngọc không nuốt nổi một bát đã buông đũa. Cô định dọn thì Văn Phi ngăn lại rồi nói: "Em mệt thì cứ đi nghỉ đi, để cho anh." Còn chưa nói hết câu, Hồng Ngọc đã quăng đánh choang cái bát xuống sàn. Cảm giác bực bội nãy giờ thì ra là do hắn. Không có hắn thì cô ăn được ba bát cơm rồi. Bắt cô vừa ăn vừa phải nhìn tên khốn này thì sao cô nuốt nổi cho trôi. Sẵn cơn tức, cô trừng mắt nhìn hắn rồi nói: "Bình thường anh ăn ở đâu thì giờ cứ đi đó mà ăn, không cần về nhà làm gì cả. Cũng đừng có mà gọi cho tôi, mà tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt của tôi. Nhìn mặt anh tôi không chịu nổi." "Em vào trong phòng nghỉ đi." Hắn nghe xong mặt vẫn bình thản như không, còn đuổi cô về phòng. Ý của hắn là em không muốn tiếp mặt anh thì em vào trong phòng mà ngồi. Hồng Ngọc bất ngờ tát cho hắn một cái, tất cả cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng mà lực đánh rất mạnh khiến cho hắn lật cả mặt. Tát xong cô liền hét lớn: "Chết đâu thì chết đi." Dứt lời cô hầm hầm đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Cô biết ngay là mình không thể nói lời nào tử tế với hắn. Chỉ cần nghe thấy giọng của hắn là cô liền ghê tởm tận họng. Một cái tát đó là chưa đủ. Nếu từ giờ đến hết 100 ngày sau hắn vẫn trườn cái mặt đó ra với cô, thì ít nhất hắn sẽ lĩnh một cái tát một ngày. Để xem bùa yêu mạnh hay là cái tát của cô mạnh. Có ai yêu được người mỗi ngày xúc phạm mình như vậy không? Nghĩ đến đó cô lại nhớ ra một chuyện. Giờ cô muốn đến xem đĩa của hắn đã bị đâm như thế nào. Phải lấy lại cái kim đó để đề phòng bị phát hiện. Đang tính cách thì bên ngoài cô nghe tiếng cửa chính mở ra, sau đó liền đóng lại rất nhanh. Hình như là Văn Phi vừa ra ngoài, hắn đi đổ rác. Hồng Ngọc liền mở cửa chạy nhanh sang phòng của hắn. Nhìn lên giường liền thấy một điểm đỏ bằng một ngón tay trên gối. Cô sợ một lúc cũng không thấy cái kim đâu cả. Sốt ruột quá cho nên mới lật cái gối ra. Nắn nắn dưới đệm cũng không có. Quái lạ, cái kim đâu rồi? Bên ngoài bỗng nghe tiếng cửa loạch xoạch. Cô giật mình vừa kịp la ra khỏi phòng hắn thì hắn đi vào. Cô giả bộ qua bếp rót nước uống, sau đó lạnh lùng quay về phòng mình mà không nhìn hắn đến một cái. Hồng Ngọc nghĩ có thể Văn Phi đã vứt cái kim đó đi, nhưng cô không nhớ đến lời cô Đồng Linh trước đó đã nói. Chỉ đâm vào tâm trí của hắn mà không hề nói sau đó phải làm gì. Bùa một khi đã gieo thì sẽ phải đi theo người. Tại sao nói bùa yêu có tác dụng vĩnh viễn? Vì nó đã trở thành một phần của cơ thể hắn. Trừ khi lấy được nó ra, nếu không sẽ không bao giờ giải được. Sáng hôm sau, Văn Phi đã rời khỏi nhà trước khi Hồng Ngọc dậy đi làm. Hắn có mua sẵn một cái bánh bao nóng treo ở phòng của cô. Thì ra yêu nhau sẽ là mua đồ ăn cho nhau. Trò mèo, đã thế thì cô không thèm động đến. Tới về vẫn thấy cửa không khóa.
kiểu này là muốn ăn tát như ngày hôm qua. Cô nhếch miệng mở cửa đi vào, nhưng không thấy hắn ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Hình như hắn vừa đi vào trong phòng ngủ. Cơm vẫn đặt trước, cô nấu thêm thức ăn rồi dọn ra bàn. Quả nhiên không thấy hắn mò ra. Hôm nay Hồng Ngọc ăn một mình nhưng tâm trạng vẫn không thoải mái. Nghĩ có thể do chưa quen với sự có mặt của hắn ở nhà, cho nên cô vẫn thấy khó chịu. Ăn qua loa xong, cô liền dọn bát đi. Đồ ăn vẫn còn để trên bàn. Dẫu sao trước giờ cô vẫn làm như vậy, khác ở chỗ hắn có ăn hay không mà thôi. Những ngày tiếp theo của Hồng Ngọc cứ lặp đi lặp lại. Sáng mở cửa thấy đồ ăn treo ở nắm tay, bánh mì, bánh giò, bánh ngọt. Tối sẽ có một nồi cơm đặt sẵn, rác đã đổ, quần áo đã cất. Giống như trong chuyện tấm cám, luôn có một cô tấm chui ra từ quả thị giúp việc cho cô. Nhưng cô sẽ không thấy, đúng hơn là không phải thích người đó. Đã từng ấy ngày mà cô vẫn không thể nào quen được với chuyện này. Thậm chí là càng ngày cô càng thấy ức chế. Hắn đang muốn thi gan với cô phải không? Yêu nhau nghĩa là phải chọc tức nhau mỗi ngày như vậy sao? Không thể đánh hắn đã đành, ngay cả nhìn mặt hắn để chửi cũng không được. Thế này thì phí bùa không? Đã vậy hôm nay không nấu cơm nữa, vào tắm rửa rồi đi ra ngoài ăn cho đỡ bực mình. Văn Phi ở trong phòng xem vài mẫu bình gốm, nghe tiếng cửa phòng của Hồng Ngọc đóng lại. Hắn dừng tay, nghĩ có chút kỳ lạ. Đợi một lúc lâu sau cũng không tiếng bật bếp nấu cơm. Tự hỏi hôm nay cô ấy làm sao mà lại đi vào phòng sớm như vậy. Hắn mở cửa ra ngoài, lại còn không mua gì về. Trong tủ lạnh cũng không có đồ ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền cầm ví chạy ra ngoài. Lát sau hắn đem một cặp lồng phở trở về, còn cẩn thận để thịt riêng, nước dùng riêng. Bày biện ra bàn xong mới gõ cửa phòng của Hồng Ngọc. Gõ ba lần mới thấy mở cửa, hắn liền nói: "Em ra ăn phở đi rồi hãy ngủ." Hồng Ngọc vừa lên đồ, tay vẫn còn cầm cây son đánh giả. Cô nhìn hắn rồi nhìn hai bát phở phía sau, lạnh nhạt buông một câu: "Không ăn." "Em định đi đâu bây giờ?" Phan Phi nhìn từ đầu đến chân của cô nhíu mày hỏi: "Tôi có hẹn ăn tối ở ngoài." Hồng Ngọc thoa nốt chút son, sau đó đóng cửa phòng đi ra ngoài. "Anh đưa em đi." Văn Phi giữ tay của cô lại rồi nói: "Việc gì đến anh, tôi tự đi được." Cô lập tức gạt tay cổ hắn ra, nhấn mày đáp: "Nếu vậy em không được đi." Hắn chặn cửa lớn tiếng nói: "Tại sao tôi lại không được đi? Anh là gì mà cản tôi?" Hồng Ngọc trừng mắt nhìn hắn: "Vì em là vợ anh." Văn Phi giữ lấy tay của cô cứng rắn đáp. Lúc đó thiếu chút nữa cô đã bật cười thành tiếng, nhưng nét mặt lại tràn đầy cay đắng. Giống như hắn không nói thì cô cũng không nhận ra giữa hai con người tồn tại mối quan hệ này. Thứ bùa mê thuốc lũ này đã khiến cho hắn quên đi những gì hắn từng làm với cô trong quá khứ, để bây giờ chính hắn lại một lần nữa muốn ràng buộc cô. Được, vậy thì nếu hắn không nhớ thì để cô nhắc lại cho hắn biết. Hồng Ngọc giằng tay khỏi Văn Phi, cô chỉ vào mặt của hắn nghiến răng rồi nói: "Anh là loại người có thể nói được câu đó hay sao? Anh đã nhìn lại mình chưa? Sau tất cả những chuyện đó, anh vẫn nghĩ tôi coi anh là chồng sao?" "Em hận anh biết. Và anh sẽ làm tất cả để em tha thứ cho anh. Dẫu có phải dùng cả đời để theo đuổi em, anh cũng sẽ không từ bỏ." Văn Phi nhìn vào mặt của Hồng Ngọc tha thiết nói: "Anh nghe cho rõ đây, không bao giờ tôi tha thứ cho anh cả. Kể cả anh có chết đi thì tôi vẫn hận anh. Cả đời này tôi hận anh." Hồng Ngọc uất nghẹn, nước mắt cô bỗng rơi xuống. Chẳng phải cô đang giày vò hắn sao? Vì cái gì lại đau lòng chứ? Cô lập tức gạt Văn Phi ra, mở cửa chạy ra khỏi nhà. Hắn không đuổi theo, cả buổi tối hắn chỉ trong phòng khách đợi cửa, nhưng không thấy cô về. Thế gần sáng thì ngủ quên mất. Lúc Hồng Ngọc vào trong nhà, hắn vừa tỉnh dậy, cô mặc kệ hắn đi thẳng đến cửa phòng. Vừa định mở cửa thì nghe hắn nói: "Em ăn gì để anh đi mua?" Đáp lại là tiếng đóng cửa thẳng thừng. Hồng Ngọc rời đi ngay sau đó. Đêm qua cô đã về nhà mẹ ăn cơm rồi ngủ lại luôn. Nằm cả đêm cô nghĩ từ giờ không cần phải đôi co với hắn. Lằng nhằng thì choảng luôn, vì mỗi khi nhắc lại cô chỉ thêm khổ tâm. Chiều hôm đó sau khi tan làm, Hồng Ngọc vừa chạy xe ra đường lớn, liền thấy Văn Phi. Cô bị hắn ép xe dừng lại rồi nói: "Theo anh qua nhà mẹ, bố mẹ anh có chuyện bàn với chúng mình."
Tôi không sang, anh đi một mình đi. Hồng Ngọc cự lại. Dứt lời cô liền bị lôi vào trong xe ô tô. Hắn khóa cửa và đem xe máy của cô đi gửi. Xong mới quay lại, không nói không rằng nổ máy rời đi. Hồng Ngọc giận sôi người, mấy lần giật cửa đòi ra nhưng không được. Rằng có với hắn cũng không xong, cuối cùng liền ngồi yên cười nhạt rồi nói: vậy tôi cũng có chuyện muốn nói với bố mẹ anh, để rồi xem. Xe đến nơi, Hồng Ngọc lập tức bước xuống, hai người đi vào trong nhà. Vừa nhìn thấy cô, mẹ hắn liền tỏ ra không vui, bà ta nói bóng gió: cái ngứa con dâu nửa năm không thấy mặt, không đón rước thì đến chết nó cũng chẳng thèm sang. Mẹ gọi con đến đây là có việc gì vậy? Hồng Ngọc hỏi thẳng. Còn cái chuyện gì nữa, không đẻ được thì còn muốn bám cái nhà này đến bao giờ? Hay là muốn người ta lót lá dắt tay đem về? Mẹ chồng cô đanh nghiến nói. Mẹ nói cái gì vậy? Hồng Ngọc chưa kịp phản ứng thì Văn Phi đã lên tiếng. Chuyện con cái còn về lâu về dài, con với Ngọc cưới nhau chưa được một năm, bọn con không có vội, mẹ cũng đừng nhắc lại cái chuyện này nữa. Mày nghĩ mà xem, từ ngày nó về cái nhà này, gia đình mình có được yên ổn hay không? Mày mà không sớm chấm dứt với nó thì có ngày bố mày từ mặt mày đấy con. Mẹ chồng càng nói càng thậm tệ. Không có chuyện đó đâu, con... Văn Phi chưa nói hết câu thì Hồng Ngọc đã lập tức ngắt lời. Vậy thì ly dị đi, chịu đựng như vậy thì cũng đủ rồi, không cần mẹ phải nói bọn con cũng sẽ ly dị. Cô đứng phắt dậy, giống như được giải tỏa khỏi những bức bối tích tụ trong lòng. Cô nhìn mặt từng người trong gia đình đó, không muốn nghe thêm một lời nào từ họ. Hồng Ngọc lập tức đi khỏi nhà. Văn Phi đuổi theo nhưng cô đã lên xe taxi đi mất. Hắn đến nơi vừa đón cô nhưng cũng không gặp. Đợi nửa tiếng hắn mới quyết định đến một nơi, chắc chắn sẽ gặp được cô ở đó. Xe rất nhanh dừng lại trước cửa nhà của mẹ Hồng Ngọc. Hắn bấm chuông, em trai cô ra gặp, nói cô không tới đây, bảo hắn về đi. Văn Phi không về, hắn chắc chắn cô ở bên trong, không cho hắn vào, hắn sẽ ở lại ngoài này. Hồng Ngọc thấy vậy thì cũng mặc. Hai tiếng trôi qua, gần 11 giờ đêm, vẫn thấy hắn đứng ở bên ngoài xe hút thuốc, muốn thành ma ám nhà cô chắc. Hồng Ngọc không nhịn được, cô mở cửa bước ra ngoài trước mặt của hắn, giơ tờ ly hôn rồi nói: đơn tôi đã viết rồi đây, anh muốn ký thì ký nhanh đi, xong rồi cút về. Văn Phi không đọc, hắn thẳng tay xé lá đơn, trầm giọng nói: em về cùng anh. Hồng Ngọc nộ khí xung thiên, cô cóc mắt nhìn hắn, sau không nói gì thêm liền quay người đi vào. Hắn lập tức giữ tay của cô, cơ hội cuối cùng cũng đến, cô vùng tay đánh chát một tiếng. Văn Phi không tránh mà trực tiếp hứng cái tát từ Hồng Ngọc. Mẹ cô từ trong nhà đi tới, nhìn hai người thành ra như vậy thì căn Hồng Ngọc. Văn Phi chào mẹ rồi nói: con xin lỗi vì muộn rồi vẫn còn làm phiền mẹ. Tối nay Ngọc ngủ lại với mẹ, sáng mai anh sẽ đến đón. Dứt lời hắn lên xe và rời đi. Hồng Ngọc tự hỏi hắn là yêu hay là bị điên. Nếu hắn cảm thấy cô như vậy là vẫn còn quá dễ dãi, thì tới đây cô nhất định sẽ ly dị hắn đến cùng, để xem hắn làm được gì. Nên nhớ nhiều đây vẫn chưa thấm vào đâu, cô còn muốn hắn chết hàng trăm lần nữa kia. Sớm ngày hôm sau, Hồng Ngọc ra khỏi nhà. Ngoài cửa cô liền thấy Văn Phi đang đứng đợi. Không biết hắn đến đây từ lúc nào, nhưng không muốn đi cùng hắn, cô liền gọi taxi. Văn Phi cướp điện thoại của cô vứt vào trong xe của hắn. Cô đánh hắn, làm ầm ĩ cả con phố trong lúc sáng tinh mơ như vậy. Cuối cùng mẹ phải khuyên cô theo hắn về nhà rồi từ từ giải quyết. Nếu không vì sự xuất hiện của hắn làm ảnh hưởng đến hàng phố xung quanh, thì cô sẽ tiếp tục đánh chửi hắn cho đến chán thì thôi. Trên đường về hai người chỉ im lặng. Đến chung cư hắn nói sẽ đưa cô đi làm. Hồng Ngọc không đáp, chỉ lạnh lùng đi vào trong phòng, sau đó lạnh lùng đi ra ngoài. Văn Phi dù bị ruồng rẫy thế nào cũng cứ đi theo. Nói không được thì hắn lôi kéo, miễn là cô không chống lại được hắn thì vẫn sẽ phải chịu đựng hắn. Chiều tới hôm sau, khi kéo cô từ công ty về nhà, hắn mới để ý là đôi giày cô đã bị bung gót. Nghĩ cô thích đôi giày đó, Văn Phi liền tìm mua một đôi cùng kiểu dáng để vào trong tủ giày. Đến lúc Hồng Ngọc mở tủ thấy có đôi giày mới, cô lờ nó đi và lấy đôi giày cũ để đeo. Hắn thấy vậy cũng không nói gì, buổi tối liền dùng keo dán gót giày lại. Tới sáng Hồng Ngọc lấy giày ra, cô nhìn nó giày lát, sau đó trực tiếp ném vào thùng rác.
Nếu hắn nghĩ rằng cô có thể nhìn nhận hắn qua những hành động đó, vậy thì sai rồi. Chỉ có nhìn hắn biến sắc khi cô vứt đôi giày vào trong thùng rác. Chính cái vẻ mặt thất vọng ấy là thứ duy nhất cô muốn nhìn nhận. Dù là một chút thương hại, cô cũng tiếc rẻ với hắn. Vậy mới thấy lòng người là thứ khó thay đổi nhường nào. Trong khi Hồng Ngọc nghĩ làm sao để vũ nhục hắn dã man hơn, thì chỉ bằng thái độ lạnh nhạt, cô đã từng chút một hành hạ tinh thần của hắn, khiến cho hắn phải tự hỏi tại sao bản thân lại yêu cô ta nhiều như vậy. Yêu đến mức không thể tự chủ được sinh mạng của chính mình. Cuộc sống của Hồng Ngọc đã thay đổi rất nhiều từ sau đêm quyết định đó. Cụ thể là cô không còn phải chịu đựng hắn mỗi ngày, mà thay vào đó là mỗi giờ. Phan Phi giống như một vệ tinh bay lùi bay tới trước mặt của cô, làm những điều mà cô cảm thấy chứng mắt, khiến cô đánh chửi hắn nhiều đến mức sinh bệnh. Và chuyện là Hồng Ngọc bệnh thật, sau một đêm bị hắn chọc tức đến nỗi phải bỏ ra ngoài. Mùa này về đêm rất lạnh, lại thêm mưa phùn. Cô chạy một vòng xong quay về nhà thì cảm. Sáng dậy thì họng đau tai ù, chán nóng gian, mệt đến không còn nhấc người lên được, cô đành xin nghỉ ở nhà. Văn Phi nghe tiếng cô ho ở trong phòng, hắn gõ cửa nhưng cô không đáp. Sợ cô có mệnh hệ gì, hắn càng gõ mạnh, vừa gõ vừa gọi dồn dập. Hồng Ngọc muốn quát hắn im đi, nhưng giọng cô đã khàn đặc, dùng hết sức không át được tiếng đập cửa thình thình bên ngoài. Điền tiết, cô vùng dậy mở cửa, tiện tay cầm quyển sách đập vào mặt của hắn rồi mắng. Anh bị ngu hả? Tôi chưa ly dị được với anh thì tôi chưa chết được. Biến đi đâu thì biến, đừng có mà làm phiền tôi nghỉ ngơi. Nhưng do đau họng nên lời nói đến miệng không còn tròn vành rõ chữ. Dứt câu cô liền ôm ngực ho khủng khục một tràng. Em phải tới bệnh viện khám đã, không có được chủ quan. Văn Phi dường như không cho vào tai mấy lời gan ruột của cô, hắn còn vỗ vỗ vào lưng của cô cho xuôi cơn ho. Không cần. Hồng Ngọc gạt đi, cô thở từng hồi đứt quãng rồi nói. Cũng do anh cho nên tôi mới ra nông nỗi này. Anh cút khỏi mắt tôi là tôi khỏe lại thôi. Đưa em đi khám xong anh sẽ cút. Phan Phi đanh giọng đáp. Hắn vào lấy áo khoác cho cô rồi nói tiếp. Đi, em còn sức để đứng đây lườm anh thì chắc cũng có thể tự đi xuống xe được chứ. Bị điên à, tôi nói đi lúc nào. Hồng Ngọc vẫn nói cứng, giọng đã khàn đặc, rằng có với hắn kiểu gì mà bỗng chốc cô thấy mình đứng ở ngoài cửa. Ảo thuật sao? Quay ra nhìn hắn kéo tay của mình, cô liền giật ra. Vừa tức vừa mệt, Hồng Ngọc hao hển rồi nói. Khám xong mà anh không cút thì đừng có mà trách tôi. Rất nhanh đã đến bệnh viện. Sau khi khám xét cẩn thận, bác sĩ kết luận Hồng Ngọc bị sốt siêu vi. Bệnh này tuyệt đối không được ra gió, ăn kiêng đồ tanh, uống nước lạnh, nghỉ ngơi thuốc men tốt thì một tuần sẽ khỏi hẳn. Mua thuốc xong hắn liền đưa cô về. Trên đường Văn Phi có hỏi cô muốn ăn gì không, nhưng vì ốm mệt cho nên cô đã ngủ từ lúc nào. Hắn lặng lặng bế cô vào trong phòng, đắp chăn và dán miếng hạ sốt cho cô. 10 giờ hắn liền đánh thức cô dậy ăn cháo. Hồng Ngọc không muốn ăn, hắn dỗ dành nặng nhẹ cũng không được, cuối cùng đành phải gọi cho mẹ cô tới chăm. Hồng Ngọc uống thuốc rồi lại ngủ tiếp, cứ ly bì như vậy cho đến tối. Văn Phi để mẹ trông cô, hắn qua xưởng làm việc. Hôm nay có lô hàng mới ra lò cần kiểm định, nên mãi tới 10 giờ đêm hắn mới về nhà. Phan Phi bảo mẹ ngồi cả ngày mệt rồi, bà có thể sang phòng của hắn ngủ tạm một đêm, ở đây cứ để hắn trông. Đêm hôm đó Hồng Ngọc lại lên cơn sốt, hắn thay miếng rán bằng túi chườm cho cô, liên tục kiểm tra thân nhiệt cơ thể. May sao gần sáng thì bứt nóng, mẹ cô ngủ không nhiều, chưa tới 5 giờ đã sang phòng xem tình hình cô thế nào. Đến lúc đó hắn mới ra salon chợp mắt được một chút. Đang ngủ thì nghe tiếng ho khủng khục của Hồng Ngọc. Văn Phi lập tức tỉnh dậy. Hắn thấy cô đang đứng bên bếp làm gì đó, liền sốt sắng hỏi. Mẹ đâu, sao em lại dậy? Tôi bảo mẹ tôi về rồi. Cô đáp mà không nhìn hắn, tay quấy quấy nồi cháo. Vào giường đi để anh nấu cho. Văn Phi toàn cầm lấy cái muỗng trong tay của cô, nhưng Hồng Ngọc né kịp. Cô liếc xéo hắn không nói câu nào. Bỗng thấy Văn Phi tắt bếp, tay không nhấc nồi cháo sôi sang một bên rồi nói. Vào giường. Hồng Ngọc nhìn tay của hắn đỏ tấy lên, ý định đôi co liền dịu lại. Cô chỉ ném cho hắn một cái nhìn chán ghét, rồi quăng thìa muỗng lại đi vào trong phòng.
Lát sau hắn bưng cháo nóng vào trong. Hồng Ngọc không ăn, hắn ép thế nào cô cũng không ăn. Hai người cãi nhau một trận, cuối cùng hắn liền bỏ ra ngoài. Hồng Ngọc lập tức khóa cửa phòng không cho hắn vào. Cô ăn nửa bát cháo, uống thuốc rồi ngủ một giấc. Dậy thấy đỡ mệt hẳn, nhưng hai ngày liền không tắm cảm giác người cứ gây gây. Thế là Hồng Ngọc quyết định sẽ tắm qua một chút. Lúc đó là chiều tối, Phan Phi không yên tâm để cô ở nhà một mình. Hắn rời khỏi xưởng khá sớm, trên đường về có mua cho cô một bát bún mọc để đổi bữa, ăn mãi cháo thì cũng chán. Về đến nhà gõ cửa phòng một hồi không thấy cô lên tiếng, hắn nóng lòng gọi nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Trong lúc cấp bách, Văn Phi liền phá cửa lao vào. Thế trên giường không có người, nhưng trong nhà tắm lại sáng đèn. Vội mở cửa nhà tắm ra, đập vào mắt của hắn là Hồng Ngọc đang nằm bất động trên sàn, toàn thân ướt sũng nước, không mặc quần áo. Văn Phi lập tức đỡ cô dậy, chỉ thấy chạm vào đâu cũng nóng ran, lay gọi cách nào cũng không tỉnh. Hắn cuống cuồng lau nước trên người của cô, rồi bọc cô vào một chiếc khăn, bế xuống xe đi viện. Phải đến sáng ngày hôm sau tình hình của Hồng Ngọc mới khả quan. Qua cơn hôn mê cô lơ mơ tỉnh dậy, tự hỏi tại sao mình lại nằm trong bệnh viện. Nghe bác sĩ nói là tối qua chậm một chút thì tính mạng cô đã không còn giữ được rồi. Cơ thể cô bị mất nhiệt nghiêm trọng. May mà Văn Phi đã kịp thời ủ ấm cho cô rồi cấp tốc đưa đến đây. Khi cơ thể vừa hạ sốt, tuyệt đối không được tắm rửa vì sẽ gây giãn nở lỗ chân lông, dẫn đến mất nhiệt đột ngột. Cơ thể sẽ lịm đi và nếu không ai phát hiện ra thì chỉ trong ít phút là hết đường cứu chữa. Cả ngày hôm đó Hồng Ngọc chỉ thất thần nằm trên giường. Tới chiều thì cô chuyển xong hai chai nước, bác sĩ liền cho cô về nhà nghỉ ngơi. Từ hôm đó cô ngủ cùng mẹ, trong đầu của Hồng Ngọc nghĩ, Phần Phi tới lúc cô tỉnh dậy chẳng thấy hắn nói năng gì. Nhìn thì không thấy bất thường, nhưng sao cô cảm giác bất an đến vậy. Mấy ngày sau cũng thế, hắn chỉ qua hỏi thăm mẹ, chủ yếu là chuyện ăn uống, còn rất ít, đúng hơn là không đả động gì đến bệnh tình của cô. Giống như hắn không quan tâm đến Hồng Ngọc nữa. Lăn lộn ở xưởng đến tối mịt mới về, có hôm mệt quá hắn chỉ ăn tạm bát cơm rồi đi ngủ, cũng không nhìn đến cô một cái. Văn Phi hết yêu cô rồi sao? Lẽ nào qua chuyện vừa rồi bộ yêu bị mất tác dụng, hoặc là do cô đã khiến cho hắn không còn hứng thú để theo đuổi nữa? Bệnh tình của Hồng Ngọc đã khỏi, hôm sau mẹ cô liền về nhà. Văn Phi thì ở xưởng, cô quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa, tiện thể vào trong phòng của hắn xem thử mấy ngày qua hắn sống thế nào. Trong phòng không có gì đặc biệt, chỉ có chiếc gạt tàn trên bàn là để ấp đầu lọc. Hắn nghiện thuốc sao? Nhưng đêm không ngủ mà dậy đốt thuốc như vậy, chẳng lẽ là hắn có tâm sự? Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng. Tâm sự đã là gì? Cô còn muốn hắn dằn vặt khổ sở đến chết kia? Nhiều đây thì đã thấm vào đâu? Từ hôm đó Văn Phi về nhà sau khi cô đã ngủ. Nửa đêm khát nước, Hồng Ngọc liền ra bên ngoài nhà bếp rót nước uống. Bất ngờ có tiếng động lạ khiến cô giật mình. Quay lại thì bỗng thấy Văn Phi đi từ trong phòng tắm. Cô lờ đi tiếp tục uống nốt ngụm nước còn nhanh chóng về phòng. Không nghĩ đến vừa quay ra hắn đã áp sát người của cô. Hai người mặt đối mặt nhau. Hành động bất ngờ đó khiến cô không kịp phản ứng. Hai tay định giơ lên cản thì bị hắn giữ chặt. Hồng Ngọc giằng ra không được, trong lòng đã hoảng nhưng vẫn cố cứng rắn rồi hỏi: Anh muốn gì? Văn Phi không đáp. Lần đầu tiên hắn được nhìn cô như vậy. Ngay tới nhịp tim dồn dập của cô hắn cũng có thể cảm nhận được. Đến lúc này dù cô có nói gì thì hắn cũng sẽ không nghe thấy. Thứ duy nhất hắn nghe thấy bây giờ chính là tiếng nói của nhục dục. Hồng Ngọc bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, giống như một con thú vồ được mồi, hình như sắp ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Thậm chí hắn còn không hề giấu giếm ham muốn của mình. Hai bàn tay siết chặt lấy tay của cô, đưa người cô tựa vào thành bàn, trong giây lát liền khống chế cơ thể của cô. Hồng Ngọc hét lên khi thấy hắn cúi xuống hôn cổ của mình. Bằng hết sức bình sinh cô vùng ra, không quên tát cho hắn một cái thật mạnh. Tưởng như sẽ khiến cho hắn tỉnh ngộ, nhưng chính cái tát đó đã làm con quỷ nhục dục trong hắn nổi điên. Ngay lập tức Văn Phi kéo cô ngã ra bàn, nửa thân trên đè lên người của cô, một tay hắn giữ cô không thể cựa quậy. Tay còn lại nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn vào mắt của hắn. Văn Phi gằn từng tiếng rồi nói: Em ghét anh lắm phải không?
Hận anh lắm phải không? Tất cả những gì anh làm cho em đều phủ nhận phải không? Hồng Ngọc cắn răng không đáp. Cô dùng sức đẩy hắn ra, nhưng với một cánh tay của cô không thể cản được sức lực của hắn. Trên khuôn mặt rất nhanh liền tỏ ra vẻ bất lực. Phan Phi nhìn mà trong lòng dao động. Cô càng không nói, hắn càng lồng lộn tợn. Em không trả lời thì anh cũng không muốn nghe, cứ im lặng như em muốn đi. Dứt lời, hắn liền áp môi mình vào môi của cô. Bàn tay thô bạo chạm vào cổ, xoa miết làn da mềm ấm, rồi nhanh chóng chuyển xuống cởi khuy áo ngủ của cô ra. Mặc kệ cho cô né tránh hay ngăn cản, hắn ngấu nghiến lấy môi của cô như một kẻ đói khát. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô biết đến hôn là dữ dội thế nào. Hồng Ngọc vùng vẫy kịch liệt, cô muốn tránh như khi tay của hắn luồn được vào trong áo. Toàn thân của cô liền khựng lại một giây. Môi của hắn càng lúc càng di chuyển xuống cổ, rồi cứ như vậy cắn nhẹ dọc từ cần cổ xuống xương đòn. Mỗi nơi hắn chạm đến đều tê dại. Giờ thì cô thực sự sợ. Hồng Ngọc hấp tấp nói: "Dừng lại, anh không được, dừng lại." Khi cô nói, cổ sẽ rung lên nhẹ nhẹ, kết hợp với sự phản ứng quyết liệt vốn có, vô tình càng làm cho Văn Phi thêm kích thích. Hắn giã môi ngược lên cổ, rồi đột ngột cắn một phát vào phần xương quai hàm. Tay cổ hắn cũng không vừa, rồi bị Hồng Ngọc giữ chặt, nhưng vẫn nhúc nhích ngón tay khiêu khích cô. Cảm giác của Hồng Ngọc lúc đó giống như có một luồng điện chạy dọc thân mình. Chưa kịp nói hết câu, cô đã thốt lên một tiếng. Lời cũng theo tiếng thở nghẹn lại. Văn Phi chỉ là muốn nghe thứ âm thanh đó. Hắn ngẩng đầu lên đối mặt với cô. Ánh mắt hắn lúc ấy không hiểu sao lại khiến cô phải chú ý. Vừa hé môi, hắn liền chớp cơ hội để hôn cô lần nữa. So với trước thì lần này hắn hôn chậm hơn, từ tốn từng chút một đến điểm nhạy cảm của cô. Hồng Ngọc dù không cam tâm, nhưng trước sự thành thạo của hắn, cô bị áp đảo và nhanh chóng chết lặng. Hôn giỏi cũng là một cách làm choáng đối phương. Sau một lúc gồng mình cản hắn, tới đây cô đã hơi thả lỏng người. Sau nụ hôn dài, Văn Phi lập tức giữ hai tay của cô kéo sang hai bên. Hành động bất ngờ đó làm cô giật mình. Hồng Ngọc vùng vẫy, nhưng càng động mạnh thì chiếc áo đã bung nửa hàng cúc càng trở nên sộc sạch. Cô vội nằm im, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Song nằm như vậy thì không ổn. Văn Phi ghé môi vào nơi áo nhô lên, hắn khiến cô rùng mình nín thở. Không dừng lại, hắn tiếp tục vùi mặt vào dưới lớp áo. Hơi thở của hắn chạm lên da thịt của cô, đẩy nỗi sợ hãi của cô lên cao trào. Hồng Ngọc thổn thức, cô nói trong nước mắt: "Xin anh dừng lại, tôi không muốn dừng lại đi. Anh muốn gì tôi cũng sẽ làm, xin anh đừng như vậy. Anh muốn em yêu anh." Văn Phi thì thầm vào tai của cô. Hắn hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài trên má, rồi lại hôn lên môi của cô, vì nước mắt mặn chát nơi đầu lưỡi. Hồng Ngọc rằng co trong tuyệt vọng, thầm tâm cô tràn đầy ghê tởm. Cảm giác những nơi mà hắn chạm đến không ngừng nhói lên, nhưng sức phản kháng của cô lại yếu dần. Cả người bủn rộn, giống như chúng phải thuốc tê. Rất nhanh chóng toàn thân trở nên vô lực. Đây là phản ứng tự nhiên của con người khi bị tác động vào những huyệt nhạy cảm. Nó giống như con mèo bị túm gáy thì tứ chi bất động. Hơn nữa, đối với một người con gái chưa từng biết đến khoái cảm, thì việc đụng chạm sẽ khiến cơ thể bùng nổ, thậm chí là không thể kiềm nổi bản thân khi đó. Cộng thêm kỹ thuật điêu luyện của Văn Phi, hắn không hoàn toàn là cưỡng đoạt cô, mà từ từ dẫn dắt cô khám phá những xúc cảm mới lạ này. Chậm rãi mơn trớn khắp nửa thân trên của cô, cảm nhận từng hồi run rẩy, từng nhịp thở đứt quãng, từng cái xiết tay mà cô vô thức tạo ra, tất cả làm cho hắn chìm sâu hơn vào cơn say nhục dục. Bỏ qua những giọt nước mắt, những tiếng van lơn xót xa không ngớt trên miệng của cô. Màn dạo đầu đối với hắn đến đây dừng lại. Một lần nữa hắn kéo tay của cô lên qua đầu. Khi mà cô đang không rõ ý đồ của hắn muốn làm gì, thì một tay hắn đã khóa tay cô lại và lấp liếm bằng một nụ hôn sâu đến choáng váng. Tay còn lại hắn vuốt dọc từ eo xuống đùi, rồi dừng lại ở chỗ hông. Ngay sau đó giữa hai chân của cô liền cảm thấy khác lạ. Hồng Ngọc choàng tỉnh, cô giãy giụa kịch liệt, không van xin mà chuyển sang chửi mắng: "Đồ khốn, buông tôi ra,
Buông ra, anh là thằng chó, anh chết đi. Cô càng chửi hắn càng cảm thấy say máu, vuốt va bên ngoài không thỏa mãn, hắn liền dùng tay đẩy vào, mặc cho cô gào thét bên tai. Hắn cúi đầu cắn lên cổ, lên xương đòn và siết chặt hai tay cô hơn nữa. Hồng Ngọc quằn quại dưới thân của hắn, cô cảm thấy nóng, cổ họng khô khốc, giống như cơ thể cô đang căng lên, sợ hãi được đẩy tới cực điểm, đến độ cô muốn khóc nhưng không thể bật ra thành tiếng. Suy nghĩ phút chốc liền đình trệ, giống như hắn đang bóp nghẹt sự sống của cô, biến cô thành một chiếc xác không hồn. Mặc dù vùng vẫy thì cũng không thể phủ nhận rằng cơ thể cô có phản ứng lại với những hành động của Văn Phi. Bỏ qua phút đột ngột ban đầu, hắn không hề hấp tấp, từ từ để cô quen dần với những rung động nhẹ, rồi hắn mới tăng dần lực lên. Các bước thuần thục không chút sai sót để trấn an cơn hoảng loạn của cô. Hắn không ngừng hôn và phân tán sự nhạy cảm của cô qua đầu lưỡi, cổ và vai. Chính vì sự nhịp nhàng đó mà cô dù đang muốn chết hoặc giết hắn chết, đã bị cuốn theo cảm xúc mãnh liệt. Lý trí cũng không thể khiến cô tỉnh táo thêm nữa. Cơ thể căng lên và đột nhiên vỡ òa, mà thứ bây giờ đều trở nên trống rỗng đối với cô. Đến lúc Văn Phi buông tay, Hồng Ngọc đã mệt nhoài. Cô nằm nghiền mắt, co người lại. Hắn lập tức bế cô lên, thêm một chút kháng cự cũng không còn. Hắn đưa cô vào trong phòng và đóng cửa lại. Đó là một đêm tưởng như dài vô tận với Hồng Ngọc. Từ khi cô không còn cảm giác gì nữa, cơ thể cũng dần nhẹ bẫng. Cô thấy mình đang lơ lửng giữa một màu đen mênh mông và tĩnh mịch. Tại sao? Tại sao lại làm với tôi? Tôi tưởng mình sẽ hành hạ hắn, sẽ khiến cho hắn khổ sở chứ. Hồng Ngọc chua chát nói, hắn đang đau khổ vì cô đó thôi, đau đến hóa điên rồi đấy. Cô Đồng Linh cười nhạt đáp, nhưng hắn... Hồng Ngọc toàn nói tiếp, xong bị cô Đồng Linh chặn lời. Hắn yêu cô, hai người không có tình yêu vẫn có thể làm tình. Huống hồ hắn yêu cô, tình dục là điều kiện cần thiết. Khi ở cùng một người mà mình yêu rất nhiều, hắn muốn nhục dục là điều rất bình thường. Cô muốn hành hạ hắn nhưng phải hiểu, hắn vẫn là con người, vẫn có những hỉ lộ ái ố, càng kiềm chế thì kích động sẽ càng dữ dội hơn. Vậy tôi phải làm thế nào mới được? Hồng Ngọc than thở, cứ làm như cô nghĩ đi, đó là cách mà trước giờ cô vẫn hành hạ hắn mà, rồi cô sẽ được như ý của mình thôi. Dứt lời, Hồng Ngọc liền tỉnh dậy. Cô thấy mình trong phòng của Văn Phi, không mảnh vải quấn thân, cựa mình một chút liền đau. Nhưng cô vẫn cố rời khỏi phòng, thu dọn quần áo của mình ở dưới đất. Cô mặc đồ vào và loạng choạng đứng lên, bụng và ngực vẫn đau tức khó chịu. Hồng Ngọc cắn răng bước ra khỏi phòng. Cô về phòng của mình, vào trong nhà tắm xả nước lên người, cẩn thận gột rửa từng chút một. Cảm giác ghê tởm đến lợm giọng, gần như cô đã cào cấu đến rớm máu khắp người. Mỗi lần nhớ lại, cô liền thấy mình vẫn nhơ nhớp, vẫn còn mùi của hắn, thậm chí là còn giật mình khi vô tình chạm vào vật gì đó sau lưng. Làm sao có thể tẩy sạch hết đoạn trí nhớ bẩn thỉu này đây? Làm sao để không nghĩ đến nó? Không, Hồng Ngọc lắc đầu, không thể làm gì được nữa rồi. Từ hôm đó, Hồng Ngọc chủ động tránh mặt của Văn Phi, mặc cho hắn tìm mọi cách để tiếp cận cô. Sáng sớm cô đã rời khỏi nhà, có thể là tới quán cà phê nào đó ngồi, hoặc là qua nhà mẹ giết thời gian chờ đến lúc đi làm. Tối cô cũng về nhà rất muộn, thậm chí là nhiều hôm cô không về, ăn uống ngủ nghỉ vạ vật ở bên ngoài, cốt là để không phải nhìn mặt hắn. Tính ra một ngày cô chỉ ngủ vài tiếng, tinh thần rất mệt mỏi, nhưng đêm lại chằn trọc khó vào giấc. Cảm giác bất an ám ảnh tâm trí của cô, ngủ không sâu, và chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc. Thời gian này Hồng Ngọc qua nhà mẹ thường xuyên, bà có hỏi về chuyện của hai người. Mỗi lúc như thế cô luôn tỏ ra chán ghét và gạt vấn đề đó đi. Mẹ Hồng Ngọc nói rằng Văn Phi cũng hay qua nhà bà tìm cô. Chồng hắn có vẻ lo lắng, tính cách hắn dạo này gần như đã thay đổi. Bà có thể nhận ra hắn thật lòng đối với cô, bà còn có ý muốn cô suy nghĩ lại. Không đời nào, Hồng Ngọc khẳng định là đời này cô không bao giờ tha thứ cho hắn. Hơn nữa tình cảm mà hắn dành cho cô không phải tự nhiên sinh ra, hắn chỉ bị ảnh hưởng bởi tác dụng của lá bùa. Thế mẹ bị dao động như vậy, Hồng Ngọc sau đó ít qua lại nhà bà.
Hiện giờ cô không muốn nghe bất cứ điều tiếng gì về hắn nữa. Cô cần thời gian để quên đi những chuyện tồi tệ đã qua. Văn Phi tất nhiên là biết Hồng Ngọc đang tìm cách tránh mặt mình. Hắn cũng biết đêm đó bản thân đã gây tổn thương cho cô thế nào. Nhưng tìm một cơ hội để hắn chuộc lỗi cũng không có. Khi mà nhìn thấy cô đã khó, chứ nói đến những chuyện khác. Đầu óc của hắn mấy ngày nay cứ rối như tơ vò. Lúc tối hắn quyết định đợi cô ở sảnh chung cư. Đợi thẳng đến 12 giờ kém mới thấy cô về. Hắn lập tức sấn tới hỏi han. Vừa thấy hắn, Hồng Ngọc liền xa sầm nét mặt. Cô không nhìn hắn một cái, cứ bước phong phong vào cầu thang máy. Hắn muốn bước vào mà cô không cho. Lúc lên phòng cô đã khóa cửa chốt ở bên trong, để mặc hắn ở bên ngoài ngủ ở hành lang. Sáng ra mở cửa đi làm, cô cũng coi như không nhìn thấy mặt của hắn. Ai bắt hắn phải ngồi đây làm gì? Sao không sang bên đường thuê tạm cái nhà nghỉ nào đó? Tự hắn làm khổ hắn mà thôi, thật là đáng đời. Mấy ngày này Hồng Ngọc bỗng thấy trong người khang khác. Không rõ là cảm giác gì, nhưng cô rất nóng ruột. Sợ mình bị làm sao, cô liền ra hiệu thuốc khỏi mua thuốc tránh thai. Đó giờ đã được 5 ngày, phân vân nửa buổi cô mới quyết định uống. Phải biết là thuốc tránh thai không phải thứ gì tốt đẹp, tùy cơ địa thì có thể dẫn đến vô sinh về sau. Buổi chiều ngày tiếp theo, vì là ngày chủ nhật cho nên cô được nghỉ. Đến giờ uống thuốc, Hồng Ngọc đi ra bếp lấy nước. Vô tình Văn Phi đang hút thuốc ở ngoài sân phơi nhìn thấy. Đến lúc cô bóc thuốc chuẩn bị uống, hắn liền đi vào. Nhặt vỏ thuốc lên xem, Văn Phi liền nói: "Em uống thuốc gì đây?" Thấy quen mắt, hắn nghi hoặc rồi nói: "Thuốc tránh thai khẩn cấp." Hồng Ngọc không đáp, cô uống thuốc xong thì liền bỏ vào trong phòng. Văn Phi lập tức đuổi theo, hắn giữ tay cô lại gặng hỏi: "Em biết thứ này có hại sức khỏe thế nào không?" "Được rồi, giờ em nói đi, chỉ cần anh không động vào em, không tới gần em, thì em sẽ không uống thứ thuốc này nữa có được không?" Hồng Ngọc giận dữ nhìn hắn, cô gạt phát tay của hắn ra, không nói không rằng đi tiếp vào bên trong. Hắn vẫn lẳng nhẵng theo sau, cố gắng nài nỉ cô nói một lời. Bỗng cô cầm một tờ giấy trên bàn ném vào mặt của hắn lớn tiếng rồi quát: Ký vào đó rồi tôi sẽ sống khỏe cho anh xem." Không cần đọc cũng biết đó là đơn ly hôn. Văn Phi xét đôi tờ giấy lắc đầu rồi đáp: "Anh không ký." "Cút!" Hồng Ngọc mất kiên nhẫn, cô lập tức để hắn ra khỏi phòng. Trước khi đóng sầm cửa lại còn nghiến răng nói: "Đi chết đi." Và có lẽ tình hình sẽ ngày một xấu đi. Khi Hồng Ngọc càng quyết tâm ly dị hơn, cô ép buộc Văn Phi bằng mọi cách, khiến hắn không thể chịu đựng nổi mà phải rời khỏi nhà. Cuộc sống đối với hắn trở nên vô cùng ngột ngạt và bế tắc. Đã có lúc lý trí của hắn sụp đổ, muốn đặt bút ký ngay lập tức, nhưng phần nào đó trong trái tim đang ngăn cản hắn. Cũng chính nó vẫn duy trì mối duyên tản giữa hai người âm ỉ cho đến ngày cháy lại. 3 ngày sau, Hồng Ngọc đang ở nhà dọn đồ chuẩn bị rời đi. Cô không muốn ở lại trong căn nhà này nữa. Bỗng điện thoại rung lên, đầu dây bên kia là số điện thoại của em trai. Hồng Ngọc bắt máy, một giọng nữ hấp tấp nói vọng ra: "Chị Ngọc ơi, chị đến ngay bệnh viện Việt Đức đi. Anh Trường bị tai nạn đang cấp cứu ở đây. Chị đến ngay đi chị." "Là sao?" Hồng Ngọc kinh hoàng hỏi lại. "Tai nạn thế nào, nó có sao không?" "Vẫn đang cấp cứu, chị mau đến đây đi." Người bên kia níu lưỡi không nói được tiếp gì, chỉ dục dã cô đến bệnh viện ngay, nếu không sợ sẽ muộn mất. Hồng Ngọc như một người mất hồn chạy khỏi phòng. Văn Phi nghe loáng thoáng lời cô nói vừa xong, đoán là có chuyện không ổn. Hắn giữ cô lại rồi hỏi: "Em sao vậy?" "Buông ra, không liên quan đến anh." Hồng Ngọc hét lớn, hai mắt đỏ hoe, trong đầu rối bời. Cô không kịp thay dép mà lao một mạch ra ngoài hành lang. Văn Phi thấy cô hối hả như vậy thì cũng không nói gì thêm. Hắn khóa cửa rồi xuống hầm lấy xe, mở cửa để cô vào rồi hỏi: "Đi đâu?" Bệnh viện Việt Đức." Hồng Ngọc thở gấp, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Cô không dám nghĩ đến chuyện gì xấu, nhưng linh cảm rất bất an, tới nỗi hai bàn tay cứ nắm chặt lại trong vô thức. Cô không khóc, hai mắt giáo hoành nhìn cửa nhà vụt qua bên đường. Đến viện, Hồng Ngọc tức tốc chạy đi tìm phòng cấp cứu. Thoáng thấy bóng người quen, cô vội hỏi qua. Người gọi cho cô ban nãy chính là vợ của Trường. Trên mặt cô ấy có vài vết chảy xước, đầu tóc rối bù, áo lấm tấm máu, hai hàng nước mắt lã chã trên gương mặt. Vợ Trường lắp bắp kể lại, lúc đó hai người đang đèo nhau đi trên đường.
Đột nhiên con xe bán tải lao từ trong ngõ ra húc mạnh vào xe của họ. Cậu ấy bị ngã nhẹ, nhưng Trường bị hất đập vào giải phân cách, mất rất nhiều máu. Cấp cứu đến giờ vẫn chưa có kết quả gì. Hồng Ngọc nghe chưa hết câu chuyện đã khuỵu xuống. Cô thất thần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Thoáng chốc hình ảnh của bố cô hiện về trước mặt. Tại sao lại như vậy? Có phải cô đang bị nguyền rủa không? Gia đình cô từ ngày đó chưa ngày nào được yên ổn. Cô đã làm gì sai? Gia đình cô đã làm ra chuyện gì xấu xa mà ông trời lại đày đọa gia đình cô cùng cực như vậy? Trường, Trường ơi! Đang thản khóc thì Hồng Ngọc nghe tiếng người gọi rất quen. Cô nhìn lại thấy người mẹ đang siêu vẹo chạy đến. Vừa nhìn thấy cô, mẹ đã nước mắt lưng tròng, hỏi em trai cô đâu, nó có làm sao không. Hồng Ngọc gạt nước mắt, cô tìm lời lẽ tích cực để trấn an bà. Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi đến rồi nói: ai là người nhà của bệnh nhân Trường? Bệnh nhân bị rách phổi do xương lồng ngực gãy đâm vào, tim cũng bị chèn ép không thể lưu thông máu, tình hình rất là nguy kịch, chúng tôi cần phải tiến hành phẫu thuật ngay. Nhưng mà hiện trong kho máu bệnh viện đang thiếu nhóm máu của bệnh nhân, phải có máu chúng tôi mới thực hiện mổ được. Mẹ Hồng Ngọc nghe tin nguy kịch thì liền ngất lịm đi. Cô vội đưa mẹ ngồi xuống ghế rồi nói: Tôi là chị gái của Trường, tôi sẽ hiến máu. Bác sĩ thử kiểm tra máu của tôi xem, vợ tôi sức khỏe không có tốt, nếu được tôi sẽ hiến thay cô ấy. Văn Phi phía sau bước lên nói. Bác sĩ lập tức dẫn hắn qua phòng xét nghiệm. Rất nhanh liền có kết quả. Trường thuộc nhóm máu B, Văn Phi thuộc nhóm máu O. Máu của hai người có độ tương thích cao, có thể chuyển cho nhau được. Trước khi vào trong phòng phẫu thuật, hắn còn nói với Hồng Ngọc rằng: em đưa mẹ về nghỉ đi, thằng bé sẽ không sao đâu, ở đây có anh rồi. Hồng Ngọc không để tâm lắm đến lời của hắn. Cô thất thần ngồi đợi. Lát sau mẹ cô tỉnh lại. Bà hốt hoảng tìm con trai, nửa khóc nửa than, cõi hết ba đời ông bà ông vải phù hộ cho ca mổ thành công. Cầu khuyên mẹ đừng quá đau buồn, vẫn còn bác sĩ ở trong kia, họ sẽ cứu sống được nó. Nhưng trong lòng cô cũng rất mơ hồ, liệu có bao nhiêu cơ hội sống, hay cũng giống như cha, chỉ trong giây lát liền không thể cứu vãn được. 3 giờ sau cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ thông báo đã cố gắng hết sức, nhưng tổn thương quá nghiêm trọng, cho nên chưa thể chắc chắn được tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Nếu trong 2 giờ nữa phổi của bệnh nhân hoạt động trở lại thì xem như là sống, còn ngược lại gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Hồng Ngọc òa khóc, cô nức nở không nói nên lời. Văn Phi vẫn đang ở trong phòng cấp cứu chuyển máu, nghe tiếng khóc của cô mà hắn không thể nằm yên. Nhưng giờ phút này chỉ biết cầu trời cho kỳ tích xảy đến, hơn hết chính là sức mạnh tinh thần của cậu ấy. Muốn chiến thắng cái chết thì chỉ có thể dựa vào nghị lực của bản thân mà thôi. Và sức mạnh tinh thần cuối cùng cũng chiến thắng. Chưa đến 1 giờ sau, em trai của Hồng Ngọc đã có thể thở được. Mọi người như chút được gánh nặng, lo lắng đã giảm đi một nửa. Những ngày sau, việc chăm sóc cho em trai nằm viện phần lớn do Văn Phi đảm nhiệm. Vì hắn nói Hồng Ngọc nên ở với mẹ, bà đang rất suy sụp, không thể để bà một mình như vậy. Còn vợ của Trường thì vướng con nhỏ, cậu ấy chỉ có thể chăm sóc cho cậu ban ngày, còn ban đêm thì phải về với con. Những việc khó trong viện đã có y tá và điều dưỡng làm. Hắn chỉ cần theo dõi sức khỏe của em trai cô là đủ. 1 tuần như vậy trôi qua. Sáng hôm đó Hồng Ngọc đem cháu vào trong viện thăm em. Đêm qua cô không ngủ được cho nên sáng dậy có chút chóng mặt. Vào đến nơi trò chuyện được vài câu, cô mới cúi xuống mở tủ lấy bát. Bỗng hai mắt của cô tối sầm lại, cả người đổ ập về phía trước, lập tức bất tỉnh. Khi Hồng Ngọc tỉnh dậy, cô thấy mẹ đang khóc bên cạnh. Cô mơ hồ không hiểu, có phải là tình hình của em trai đã xấu đi? Nhưng vừa rồi cô còn nói chuyện với nó, mọi thứ vẫn bình thường, sao lại thế được? Hãy khoan, còn một việc khó hiểu nữa là vì sao cô lại ngất? Hồng Ngọc hoang mang hỏi mẹ, nhìn ánh mắt sâu thẳm của bà mà cô không khỏi bất an. Gạt nước mắt, mẹ cô liền nói: con có thai rồi. Giống như có sét đánh ngang tai, cô bàng hoàng chết lặng. Một giây sau Hồng Ngọc lại hỏi, vẫn là câu trả lời đó, cô có thai. Trời ơi, cô choáng váng không ngồi vững. Trước mặt mọi thứ bỗng nhiên đảo lộn, cả căn phòng đổ ập xuống đầu. Không đúng, chuyện này không thể nào xảy ra được. Trong đầu cô lập tức hiện lại cái cảnh tượng đêm hôm đó.
rõ ràng đến mức khiến cô không rét mà run. Nó làm cho mọi nỗ lực phủ định của cô trở nên vô ích. Nó bẻ gãy lý trí, phá vỡ mọi thứ từ bên trong. Điều mà cô không nghĩ nhất như vậy lại trở thành sự thật. Là của thằng Phi phải không con? Mẹ Hồng Ngọc ngập ngừng hỏi. Cô quay sang nhìn bà, chạm vào ánh mắt dịu dàng tha thiết của một người mẹ khi phải thấy con của mình đau khổ. Nó khiến cô trở nên yếu đuối vô cùng. Cô lập tức bật khóc. Tâm hồn giống như một chiếc gương bị dặn lâu ngày, tới nay thì đã vỡ nát. Cô vùi mặt vào trong lòng của mẹ nức nở không thành tiếng. Đau lòng ư, uất ức ư, tủi hổ ư? Không, giờ đây Hồng Ngọc chỉ thấy bế tắc. Trước đó cô vẫn tin bản thân mình đã đi đúng đường, sắp đạt được mọi mục đích. Nhưng vì sao thấy hắn cũng khổ một thì cô lại thấy bất an mười. Nghĩ mà xem chưa đêm nào cô được yên giấc, chưa bữa cơm nào cô được ngon miệng. Trong đầu cô chỉ toàn là hắn, cảm tưởng như cô đang bị đi trên con đường do hắn trải sẵn. Cái bẫy này là dành cho cô, chính hắn mới là người sắp đạt được mục đích. Hồng Ngọc cắn chặt môi không ngăn cho mình gào lớn. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Con phải nghe mẹ, đứa trẻ này không có tội. Nó là máu mủ của con, là thứ mà rất may mắn con mới có được. Giống như mẹ có con vậy, đừng vì bất cứ lý do gì mà hắt hủi con mình. Chồng con có thể bỏ, nhưng con do mình đứt ruột đẻ ra thì không bỏ được đâu. Nghe mẹ, không được khóc nữa, sẽ không tốt cho đứa trẻ. Con phải khỏe mạnh lên thì con của con mới khỏe mạnh được. Mẹ cô vừa ôm cô vỗ về, bà biết cô hận Văn Phi thế nào. Cô biết chuyện có thai này chắc là ngoài ý muốn, phòng trường còn là do cô bị hắn cưỡng ép. Bà thương cô nhưng thương hơn cả là đứa cháu nhỏ trong bụng của cô. Đã như vậy rồi thì phải giữ, đẻ nó ra thì nó là con của mình. Chưa kể hai đứa vẫn là vợ chồng, đứa trẻ này hoàn toàn hợp pháp. Hồng Ngọc nước mắt vòng quanh, nhất thời cô chưa nghĩ được gì cả. Nghe mẹ nói mà trong lòng cứ giấu như tơ vò. Cái thai này đúng là cô không tính đến, nhưng cô cũng không cố ý định bỏ nó. Chỉ là đột ngột quá cho nên cô không kịp phản ứng. Chưa kể mối quan hệ giữa cô và hắn đang như vậy, có thêm đứa con tình hình sẽ phức tạp nhường nào. Nghĩ mà cô cảm thấy mệt lả người. Con thì cô sẽ giữ, còn chồng thì chắc chắn phải bỏ. Thậm chí cô vẫn mong cho hắn chết càng nhanh càng tốt, để con cô ra đời không biết mình có một người bố đốn mặt như vậy. Có đứa con rồi về sau cũng không lo không có chỗ dựa con à. Thấy con gái đã bình tĩnh, mẹ cô lạc nói. Ý của bà là sau cuộc hôn nhân này có thể cô vĩnh viễn không muốn tiến tới bất cứ người đàn ông nào khác. Đứa con chính là cái đích mà mỗi người phụ nữ đều muốn có được. Hiểu theo một nghĩa tích cực thì Hồng Ngọc vẫn đi đúng đường. Chỉ là cô tập trung quá nhiều vào trả thù mà không nghĩ tới được mất của bản thân. Cái hạn 100 ngày đúng là rất dài, chưa đến một tháng mà cô gặp phải bao nhiêu chuyện động trời. Giờ đột nhiên trở thành mẹ, cảm giác thực sự khó tin. Cô sờ lên bụng của mình, có chút hồi hộp xen lẫn với lo âu. Đứa trẻ chắc mới chỉ bằng hạt ngô, sẽ phải rất lâu nữa nó mới thành hình. Nhưng sự xuất hiện của nó đã thay đổi cuộc sống của cô ngay từ bây giờ. Đang mừng mừng tủi tủi nghĩ, Hồng Ngọc liền thấy Văn Phi từ bên ngoài lao vào. Vì hắn hôm nay phải về xưởng làm việc, vừa rồi nghe mẹ gọi điện báo cô ngất, hắn cuống cuồng chạy đến đây. Tới cửa thì may sao gặp được bác sĩ, nghe nói là cô bị suy kiệt nên mới ngất. Trao đổi xong, hắn vội vã vào trong phòng. Văn Phi giáo giác nhìn khắp giường bệnh, tới khi thấy cô hai con mắt sáng hẳn, khuôn mặt không giấu được vẻ rạng rỡ. Hắn tới bên giường, cô lập tức quay mặt đi. Trong lòng bừng huýnh, hắn lắp bắp nói: anh nghe bác sĩ nói là em có thai rồi. Hồng Ngọc không đáp, hắn liền nhìn sang mẹ, thấy bà gật đầu. Mặt của hắn lập tức nghệt ra, ngồi xuống giường mà cảm giác người cứ lâng lâng, một thứ cảm giác hoàn toàn khác biệt, cái mà trước giờ hắn chưa từng được trải qua. Phần Phi quĩnh quáng đến không biết phải nói gì. Hắn nhìn Hồng Ngọc, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô. Dù biết rằng cô sẽ gạt ra, nhưng nếu không được chạm vào cô chắc hắn sẽ chết mất. Đợi một lát cho cảm xúc lắng xuống, hắn mới hỏi: em đỡ mệt chưa, anh đưa em về nhé. Tôi muốn về nhà mẹ. Hồng Ngọc bỗng bật dậy nói, cô nghĩ mình bây giờ không còn như trước nữa. Thì hắn cũng không được đánh trời, càng hạn chế bực tức thì càng tốt. Mà nhìn thấy hắn để cô không nhịn được,
Vậy cách duy nhất là chỉ có về nhà mẹ ở, vừa khỏe người vừa yên tâm dưỡng thai. Văn Phi khựng lại một giây, nhưng miễn là cô muốn thì hắn cũng không thể không đáp ứng. Vậy được, anh sẽ đưa em sang nhà mẹ trước, xong sẽ về lấy đồ của em sang sau. Mẹ à, mấy ngày tới mẹ chăm sóc hộ con, khi nào ổn định con sẽ đón em ấy về. Không đời nào tôi về đó nữa, Hồng Ngọc thầm nghĩ. Đợi cho hắn đưa cô về nhà mẹ, rồi cô tiếp tục ra yêu sách. Cấm hắn được qua đó, cấm hắn được hỏi han, cấm hắn được xuất hiện trước mặt của cô, làm ảnh hưởng tới việc dưỡng thai của cô. Nhưng Hồng Ngọc không hiểu hết lời của Văn Phi vừa nói. Hắn vẫn còn phải đảm nhiệm công việc ở viện của em trai cô. Dẫu sao thời gian này cô cần phải có người chăm sóc, để cô ở bên mẹ hắn rất an tâm và ổn định. Trong lời của hắn chính là đợi khi nào em trai cô xuất viện, hắn sẽ bằng mọi cách để đón cô về. Sáng hôm sau, Hồng Ngọc đang chuẩn bị đi làm, bỗng cô thấy Văn Phi chạy xe tới. Không phải hôm qua đã nói là cấm hắn sang đây, tại sao bây giờ hắn vẫn đến? Văn Phi nói hắn đến đón cô đi làm, để cô đi xe máy hắn không yên tâm. Thời gian đầu của thai kỳ cần phải kiêng cữ rất cẩn thận, cô đang yếu người đi lại sẽ vất vả. Tất nhiên là cô không đồng ý. Hắn bị cái gì vậy? Tự cô biết phải làm gì tốt cho đứa trẻ. Với cả ngồi xe máy cảm giác thoải mái hơn nhiều so với ngồi xe của hắn. Văn Phi đồng ý với cô, nếu vậy hắn sẽ không bắt cô đi ô tô với hắn nữa. Nhưng ngược lại, hắn liền đòi đèo cô đi bằng xe máy. Hôm đầu tiên thì không được, nhưng các hôm sau cô đã chán ngấy việc sáng nào cũng thấy hắn lải nhải. Tới cùng cô đành đồng ý để cho hắn đèo đến công ty. Lần này thì cô cấm hắn không được đòi hỏi gì thêm nữa. Nhưng Văn Phi lại nói, thì chỗ cô muốn đi ăn trưa sẽ rất bất tiện, hay là để hắn đưa cô đi ăn trưa luôn. Cô bảo là đừng hòng, hắn liền đổi ý, đi mua đồ ăn về công ty cho cô. Cái tính mặt dày của hắn cô thừa biết, nên dù xung quanh mọi người bàn tán thì hắn vẫn coi như không nghe thấy gì. Đã đến công ty thì phải được vào tận cửa phòng để đưa đồ tới tận tay cô mới chịu. Văn Phi là người không thích nói nhiều, cái gì hắn muốn thì hắn sẽ trực tiếp làm, gần như là ép buộc người khác phải nghe theo. Nhưng đối với cô đó giống như là thuyết phục hơn. Cái lý của hắn là để tốt cho đứa trẻ trong bụng của cô, mặc kệ cô có coi hắn là chồng hay không, đứa trẻ vẫn là con của hắn. Cô không thể cấm hắn được làm điều tốt cho con của mình. Mà miễn cưỡng xem xét thì thấy là, nhưng điều hắn muốn làm cũng không có gì quá đáng. Tóm lại, Hồng Ngọc được tự do sống bên ngoài, nhưng mỗi bước đi đều có Văn Phi theo kèm. Cô vẫn ghét hắn ra mặt, vẫn ngày đêm rủa cho hắn chết đi, trong khi hắn thì mong nhớ cô từng giây phút. Đối với hắn thì việc gặp cô chốc lát thôi là không đủ, cả đứa con ở trong bụng cô nữa. Những gì hắn có thể làm thực sự quá ít ỏi với tình cảm mãnh liệt mà hắn dành cho mẹ con cô. Văn Phi đã nỗ lực rất nhiều để Hồng Ngọc có thể nhìn nhận lại hắn. Không ít lần hắn bị sự ghẻ lạnh của cô làm cho nhột chí. Đêm đêm khi còn lại một mình trong căn hộ tĩnh mịch, hắn đã muốn tìm đến người phụ nữ khác. Biết bao người sẵn sàng đón nhận hắn ngoài kia, tức là hình bóng của cô đó quá sâu đậm trong tim của hắn, đến nỗi mà dù vô thức, hắn cũng mặc định nghĩ tới mình cô. Văn Phi bây giờ chỉ có thể tự trách bản thân vì sao trước kia là không trân trọng Hồng Ngọc. Hắn đã gây quá nhiều tổn thương cho cô, sợ rằng cả đời này cũng không thể bù đắp lại hết. Thầm thầm hắn muốn mong sẽ có ngày được đón cô về nhà, cùng cô chăm sóc đứa trẻ. Nhưng hắn hoàn toàn không biết được, thời gian còn lại của mình quá ít, thậm chí là không còn đủ để biến điều ước kia thành hiện thực. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày biết mình có thai, Hồng Ngọc cũng quen dần với sự xuất hiện của Văn Phi trong cuộc sống. Để hắn đưa đi đón về, để hắn mua đồ ăn trưa, và thỉnh thoảng lại ngồi nghe hắn nói chuyện. Sau từng thời gian ấy thì cô vẫn một lòng xua đuổi hắn như trước. Cách đây hai hôm, Văn Phi có đưa Hồng Ngọc về nhà bố mẹ. Sau khi ông bà bên đó biết cô có thai, mẹ hắn vẫn hoài nghi, bà ta bóng gió chuyện đứa trẻ không rõ có phải là con cháu trong nhà hay không. Văn Phi chưa từng tức giận như vậy. Hắn không nói lại một lời mà dắt cô ra khỏi nhà ngay lập tức. Trên đường về, hắn bảo cô là sau sẽ không ép cô qua bên nhà đó nữa. Những lời mẹ hắn nói với cô đừng bận tâm. Hồng Ngọc chỉ hừ lạnh một tiếng, có việc gì phải bận tâm đến họ, chỉ cần do cô đẻ ra thì nó là con của cô, bố nó hay gia đình bố nó đều không quan trọng. Hôm nay trong lúc chở Văn Phi đem đồ ăn trưa tới,
Hồng Ngọc liền lướt web đọc tin tức một chút. Đập vào mắt của cô đầu tiên là dòng tiết về một vụ tự sát. Cô gái trẻ nhảy lầu do trầm cảm. Báo đưa tin về một cô gái trẻ tên là Lý Thị Hoa, vào một buổi chiều tối cách đây 2 ngày đã nhảy xuống từ tầng 31 của khu chung cư đang sống. Kết quả là chết rất thê thảm. Theo điều tra thì nạn nhân bị trầm cảm. Một thời gian ngắn trước khi tự sát, cô ta xuất hiện những hành vi bất thường như điên loạn, hoang tưởng. Người chồng của nạn nhân còn tiết lộ rằng cô ta bị như vậy từ sau khi sảy thai. Trong bài đăng không có hình ảnh của nạn nhân, chỉ ảnh tòa nhà chung cư cô ta ở. Hồng Ngọc nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được đó là ở đâu. Bên dưới còn có một vài bài đăng liên quan, cô tò mò đọc thử, càng đọc càng thấy trùng khớp. Đây không phải là căn hộ của Lý Thị Hoa, người phụ nữ Văn Phi đã từng yêu trước kia. Bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện, vội mà lịch lên xem, quả nhiên tròn 2 tháng. Ngày cô ta chết cũng chính là ngày cô bỏ bùa vào trong nhà cô ta cách đây 2 tháng. Vì mãi mê trả thù Văn Phi cho nên cô đã quên mất chuyện của Thị Hoa. Không ngờ lại chính xác như vậy, cô ta thực sự đã chết. Vô tình cô đọc dưới comment của bài viết, có người nhìn thấy xác của cô ta, đầu vỡ toác, tóc phủ đầy đất, tay chân trên người gãy rời ra. Lúc cảnh sát tới thu dọn, toàn thân cô được nhấc bổng lên lủng lẳng không còn ra hình người. Người khác cũng comment, lúc đó anh ta đang ngồi ở ghế đá, tự nhiên nghe trong một tiếng có cái gì đó bắn vào chân nóng hổi. Nhìn xuống mới thấy là một mảnh óc văng ra từ chỗ người vừa rơi xuống. Còn có một người chụp ảnh rồi đăng vào comment. Bức ảnh từ trên cao chụp xuống, không nhìn rõ hình dạng cô ta thế nào, chỉ thấy một màu đỏ loang rộng. Kèm bình luận, vừa nghe thấy tiếng hét rất lớn, nhìn xuống đã thấy người chết rồi. Một người khác chụp ảnh hiện trường sau khi dọn dẹp và đăng lên ảnh bình luận. Máu chảy linh láng, người cô ta dính xuống đường, xung quanh có rất nhiều mảnh sứ, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Chiếc bình gốm đó, Hồng Ngọc nhìn mà cổ họng nghẹn lại, chính là chiếc bình mà cô đã gửi tới cho Lý Thị Hoa. Có phải là tự sát hay không thì rời biết, trầm cảm ư, điên loạn ư, mà do tâm sinh cả thôi. Thì cô ta nghĩ ra kết cục cho bản thân, đó là báo ứng. Hồng Ngọc bắt gặp hình ảnh của Thị Hoa dưới comment. Cô ta lúc sống thì luôn tỏ ra xinh đẹp, nhưng chết đi thì khác gì một lùi rẻ. Càng nghĩ cô càng thấy hả hê, cô nghiến răng cười gần không thành tiếng. Bỗng nhiên bụng của Hồng Ngọc nhói đau, nụ cười vụt tắt, đầu như có ai đó vừa thụi một cái mạnh vào mạn sườn. Cô nhíu mày ngả lưng ra ghế, có lẽ vừa rồi hơi quá khích. Đặt tay lên bụng, cô thầm nghĩ còn phải đợi bao lâu nữa mới đến lượt Văn Phi. Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Văn Phi đã tới cửa phòng làm việc để giao đồ ăn cho cô. Hồng Ngọc bê nguyên bộ mặt đắc ý ra gặp hắn, khiến cho hắn cảm thấy lạ, hỏi hôm nay có chuyện gì mà vui vậy. Hồng Ngọc không đáp, cô tự hỏi hắn đã biết tin Thị Hoa chết chưa. Nếu biết hắn sẽ cảm thấy thế nào, có buồn không? Cô ta và hắn cách nhau không lâu, vẫn còn mặn nồng bên nhau. Chỉ qua mấy tháng hai người đã cách nhau ở hai thế giới. Cái chết của cô ta ít nhiều cũng có liên quan đến hắn. Sẽ ra sao nếu hắn biết người tiếp theo sẽ là mình? Lý Thị Hoa kia cũng đừng trách cô ra tay tàn độc. Nếu không vì hai người bất nhân thì việc gì cô phải bất nghĩa. Đời có vay có trả hết. Từ hôm đó, Hồng Ngọc ra bên ngoài mua ít đồ dùng. Tiệm tạp hóa nằm ở trong con ngõ cách nhà cô một dãy phố. Hôm nay gió mùa về, các nhà xung quanh đóng cửa sớm tắt đèn, đường xá khá là vắng vẻ. Mua xong, cô kéo cao áo lên rồi ra về. Đi một đoạn tự nhiên thấy hơi lạnh gáy, vừa đi cô vừa cho tay lên xoa. Mắt để ý thấy đèn đường phía trước chớp lên mấy cái rồi tắt ngúm. Có tiếng vỡ rất lớn nổ ra gần sát lưng. Cô giật bắn người, vội ngoái lại nhìn không thấy ai cả. Mặt đường vẫn bằng phẳng. Hồng Ngọc đứng hồi lâu, hoài nghi mình có nghe nhầm hay không, hoặc là tiếng vỡ ở trong nhà vọng ra. Chợt nhận ra xung quanh mình quá im ắng, cô bỗng cảm thấy hơi sợ. Không nghĩ nhiều, cô quay người đi tiếp, bước chân hối hả như chạy. Dưới chân của Hồng Ngọc cảm thấy không phải là mặt đất khô ráo, giống như cô vừa bước vào một vũng lầy, có tiếng gót giày dính nước lép nhép. Ở đây tối quá, cô không thể nhìn rõ mình dẫm lên cái gì. Nghĩ mà cô thấy dùng mình ớn lạnh, không dám chần chừ, cô tiếp tục chạy qua quãng đường không có đèn chiếu.
Khi đó ở trong đầu Hồng Ngọc bỗng hiện ra bức ảnh lúc sáng, một vũng máu lênh láng màu đỏ đặc quánh dưới gót giày. Cậu bước tới đâu máu lênh láng đến đó. Không chỉ có máu mà còn có tóc, da thịt và óc lẫn lộn ở trong máu, dính đầy dưới chân của cô. Hồng Ngọc chạy đến chỗ ánh đèn sáng. Gió thốc vào cổ khiến cô rát họng, phải dừng lại ho mấy tiếng. Tim phổi lúc này thi nhau đập dồn dập trong lồng ngực. Bất giác cô nhìn xuống gót giày của mình, không có máu. Còn chưa kịp thở phào thì phía sau lại nghe tiếng động lạ. Hồng Ngọc nhìn không chớp mắt vào khoảng tối, bỗng cô thấy một thứ gì đó đang chuyển động. Từ đầu vốn không phải tiếng bước chân của cô, bên kia có ai đó đang đến. Ngay lập tức Hồng Ngọc bỏ chạy, không cần biết là mình thấy cái gì. Nếu đợi đến khi rõ ràng rồi mới chạy thì sẽ không kịp mất. Lúc đó trong đầu cô rất hỗn loạn, mọi suy nghĩ bị xáo trộn đến mức cô không thể tỉnh táo. Thế con đường trước mặt còn trở nên xa lạ, cảm giác như cô đang chạy giữa những tòa chung cư, hai bên là hai dãy nhà tối đèn cao vút, không biết đâu là đường về nhà. Cùng với linh cảm phía sau cô có người bám giết lấy mình, cô chỉ biết chạy thục mạng. Bất thình lình có tiếng hét thất thanh rít lên ở bên tai, cô khiếp đảm ôm đầu, hai chân chao đảo. Hồng Ngọc vấp phải vật gì đó trên đường khiến cho cô ngã dập người xuống đất. Không ổn, bụng cô đau quá. Vừa nhấc người dậy cô lập tức ôm bụng quằn quại. Vô tình ngay lúc đó cô thấy được thứ mình vừa vấp phải. Đó giống như là chân tay người, nhưng lại bị gập vào thành một hàng. Bên cạnh còn có chiếc đầu nghẹo xuống tận vai. Hồng Ngọc không dám nhìn tiếp, cô vùng dậy bỏ chạy. Có một ngã rẽ, bụng cô bắt đầu đau đớn dữ dội, đau tới tỉnh cả người. Hồng Ngọc nhận ra phía trước là nhà mình. Cô ôm bụng cố lết tới, toàn thân lạnh phát run lên, lồng ngực căng tức khó thở. Trước mắt nhìn cái gì cũng nhòe nhoẹt. Cô trượt dài trước cửa nhà, đầm được hai cái vào cửa, cô liền liệt đi không còn biết gì nữa. Mười phút sau, Văn Phi có mặt tại bệnh viện phụ sản. Hắn lao vào khoa cấp cứu thì mẹ vợ đang thấp thỏm ở cửa phòng bên kia. Hắn liền sấn tới hỏi Hồng Ngọc bị làm sao vậy. Mẹ cô nước mắt vòng quanh, bà đáp bằng giọng ngắt quãng: vừa rồi cô nói cô muốn mua ít đồ ở tạp hóa trong ngõ, tới lúc về thì không hiểu sao lại ngất ở ngoài cửa. Bà đỡ cô dậy thì mới thấy có máu chảy ra. Vừa kể tay của bà vừa run rẩy, máu chảy ướt cả quần. Sợ quá bà liền đem cô vào trong viện cấp cứu. Sao lại chảy máu? Hắn hoảng loạn hỏi. Máu chảy ở đâu? Có phải cô ấy bị ngã hay không? Hay là có ai đó tấn công cô ấy? Trời ơi, đầu của hắn như muốn nổ tung. Mất nhiều máu như vậy sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Nghĩ mà hắn còn ngồi trên đống lửa, vào đầu bứt tai như người muốn điên. May sao bác sĩ vừa đi ra, Văn Phi nhào đến trước mặt ông ấy. Hắn hỏi dồn dập tình trạng của Hồng Ngọc bên trong thế nào. Bác sĩ nói là ổn rồi, đã cầm được máu, sảy thai nên bị băng huyết một ít, hiện không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa. Sảy thai? Văn Phi không tin vào tay của mình. Hắn hỏi lại. Đúng là cô ấy đã sảy thai, do va đập hoặc là bị ngã. Để đảm bảo tính mạng cho cô ấy, các bác sĩ đã phải lấy đứa bé ra. Thai nhi mới được 7 tuần tuổi. Trước khi rời đi, bác sĩ liền nói bệnh nhân đã tỉnh, nhưng để tránh gây sốc cho cô ấy, người nhà phải hết sức bình tĩnh khi thông báo tin xấu này, cố gắng an ủi cô ấy để vượt qua được nỗi đau này. Mẹ của Hồng Ngọc đã vào trong phòng ngay khi nghe tin con gái bị sảy thai. Cô vừa tỉnh nên thần sắc còn nhợt nhạt, cảm giác đau âm ỉ ở trong người. Lúc nhìn thấy mẹ, cô liền với tay bà lại rồi hỏi: mẹ, bụng con đau lắm, bác sĩ khám cho con bảo gì à? Đứa trẻ có sao không mẹ? Mẹ cô ôm lấy cô, vuốt mái tóc rối bời, nhẹ nhàng vỗ về. Bà nuốt nước mắt rồi nói: đứa trẻ không còn nữa rồi. Không còn? Cô sờ lên bụng của mình, bàng hoàng phủ nhận: nó vẫn đây mà, con vẫn cảm thấy nó ở đây mà. Bác sĩ lấy nó ra rồi, đứa bé được 7 tuần tuổi, nó hết duyên với con rồi, để nó đi thôi con. Hồng Ngọc nghe đến vậy thì lả đi, cô muốn gào lên nhưng không còn hơi sức, chỉ có thể gục đầu vào trong lòng của mẹ khóc không rơi nước mắt. Thà rằng ngay từ đầu cô không đón nhận nó, không hy vọng nó được ra đời, không mong ngóng từng ngày từng giờ để thấy nó lớn lên, thì hôm nay cô đã không đau lòng tới vậy.
Tất cả những chuyện này xảy đến phải chăng là do cô bị nguyền rủa? Nhưng vậy thì quá tàn độc rồi. Đứa trẻ đó vô tội, nó thậm chí còn chưa thành hình. Dù là trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất, cô cũng không thể hình dung ra được là mình sẽ mất nó. Là ai, ai đã cướp đi đứa trẻ? Hồng Ngọc tự hỏi. Cô không nhớ nổi trước đó mình gặp phải chuyện gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ sợ hãi. Có lẽ do cú sốc quá lớn đã khiến cho cô bị tổn thương tâm lý, hoặc là chuyện trước đó quá kinh hoàng đến nỗi cô không muốn nhớ lại. Cuối cùng Hồng Ngọc chỉ còn biết tự trách bản thân. Phần Phi đứng ngoài cửa nhìn cô khóc ngất đi. So với cô thì hắn còn hận bản thân hơn nữa. Hắn hận không thể bảo vệ được hai mẹ con cô. Lúc cô cần hắn nhất thì hắn đang ở đâu? Ngay bây giờ khi cô đang đau khổ như vậy, hắn cũng chỉ biết đứng nhìn. Phần Phi tự hỏi, phải chăng trước giờ hắn chỉ làm cô khổ sở? Tất cả những chuyện này chính là do hắn. Có lẽ hắn nên giải thoát cho cô, để cô trở về với cuộc sống tự do. Nếu bằng cách đó cô mới có thể sống một cách bình yên, thì hắn sẽ chấp nhận. Sau ngày hôm đó, Hồng Ngọc mất tinh thần trầm trọng. Phần Phi xin phép đón cô về nhà hắn. Cô cũng không phản đối, miễn là được ở một mình. Hiện tại cô không muốn tiếp xúc với ai cả. Đơn ly hôn hắn đã thảo sẵn. Trước đó hắn muốn được chăm sóc cho cô tới mức ổn định, mặc lòng cô vẫn dửng dưng với hắn. Phần Phi trước sau vẫn không từ bỏ. Giờ phút này điều mà hắn hy vọng nhất chỉ đơn giản là được nhìn thấy cô bình phục mỗi ngày. Cơ bản là Hồng Ngọc bị tâm bệnh, cô rơi vào u uất sau lần xảy thai đột ngột kia. Trong đầu cô luôn ám ảnh một câu hỏi, đã xảy ra chuyện gì đêm ngày hôm ấy? Mỗi lần cố nhớ lại, Hồng Ngọc luôn có cảm giác sợ hãi. Nó giống như một cơn ác mộng dai dẳng giữa ban ngày. Từ lúc đó cô bỗng trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Chỉ cần là một tiếng chạm cốc cũng có thể khiến cô giật mình. Hoặc đang nói chuyện ai đó nâng giọng lên cao một chút, không đủ làm cho đầu cô nhức buốt. Vào ban đêm Hồng Ngọc thường bị đánh thức bởi một chuỗi những âm thanh kỳ lạ, tiếng dép đi trên sàn ướt. Ban đầu cô không nghe ra, nhưng vì nó lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm, lép nhép mà cô dùng mình ớn lạnh. Khi thì nó âm vang chuyển tới như một nơi sâu thẳm nào đó, khi thì nó tiến sát gần cô từng bước từng bước. Cô vùng dậy, tiếng hét bật ra trong vô thức. Ngay sau đó xung quanh chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng. Cộng với bóng tối hun hút bao lấy cô, Hồng Ngọc sợ cả bóng tối. Cô cảm giác nó như một thứ chất lỏng tràn đầy căn phòng, bám lên cả người của cô lạnh lẽo vô cùng. Cô giãy giụa khỏi màn đêm. Bóng tối từ khi nào đã len lỏi vào trong tâm trí, khiến cô điên cuồng tìm kiếm chút ánh sáng để xua đi nỗi ám ảnh đang nuốt chửng lấy mình. Cũng giống như trong một đêm đó, Hồng Ngọc chỉ có thể trốn chạy. Lúc mà cô gần như bất lực thì đột nhiên mọi thứ lại sáng bừng. Bóng tối lập tức biến mất và Văn Phi hiện ra với vẻ lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Có phải em vừa gặp ác mộng không?" Hắn sẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô, ân cần vỗ về giúp cô quên đi sợ hãi. Sau vài giây định thần, Hồng Ngọc lập tức gạt hắn ra. Dù thế nào cô cũng không thể chấp nhận hắn. Về sau cô không tắt đèn khi đi ngủ nữa. Hồng Ngọc nghĩ rằng chính bóng tối là tác nhân khiến cho mình bị ảo giác. Chỉ cần mọi thứ sáng sủa thì cô tin là mình sẽ không phải sợ gì cả. Nhưng như đã nói, bóng tối đã sớm tràn vào tâm trí của cô, không thể dùng ánh sáng từ bên ngoài tác động vào nó. Cái cách mà cô đang làm chỉ khiến cho nó ăn sâu bám rễ vào tâm trí của mình. Và thực tế là trong đầu của cô dần hiện lên những hình ảnh kỳ dị, không phải là những âm thanh vô thực như trước nữa. Văn Phi nhiều lần nghe cô ú ớ nói mê. Hắn thấy cô vùi mình sâu vào trong chăn, vừa động vào người liền choàng tỉnh, mồ hôi ướt đầm, ánh mắt hoảng hốt trông rất xót xa. Nhưng khi hắn hỏi thì cô ta thường không trả lời, hoặc là gạt đi rồi quay sang hướng khác. Có thể nhận ra tay cô siết chặt mép chăn đang run rẩy. Hắn biết cô đang gồng mình chịu đựng, song lại không biết cô chịu đựng cái gì. Cứ hết đêm này qua đêm khác, hắn âm thầm ngồi cạnh giường từ lúc Hồng Ngọc tiếp đi, nghe tiếng thở nặng nề mà cô phát ra. Thế cô co người lại, lúc đó hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, áp tay cô vào trong lồng ngực của mình, hy vọng cô sẽ nghe được tiếng lòng của hắn. "Có anh ở đây rồi, em đừng sợ." Thẳng cho đến sáng, một ngày Hồng Ngọc tỉnh dậy thấy Văn Phi gục đầu bên cạnh giường. Hắn vẫn cầm lấy tay của cô.
vội vã rút về, cô xua đuổi hắn ra khỏi phòng. Đó là đêm đầu tiên cô được ngủ ngon giấc. Cảm giác trong người cũng đỡ mệt mỏi. Hồng Ngọc ra khỏi phòng, bên ngoài thật ấm áp. Đã bao lâu rồi cô không được thoải mái như vậy. Giống như hết thảy mọi muộn phiền đều đã được tháo bỏ trong tâm hồn. Nhưng chớp mắt màn đêm lại buông xuống. Hồng Ngọc tiếp tục loay hoay tìm cách giải thoát khỏi cơn ác mộng của bản thân. Cô vật lộn với chính suy nghĩ của mình, vừa muốn nhớ lại chuyện khủng khiếp kia, vừa muốn quên đi tất cả. Nhưng giữa dòng xoáy ma mị đó, Hồng Ngọc bỗng được cứu vớt. Cô không chỉ có một mình, luôn luôn xuất hiện một bàn tay kéo cô lên từ vực sâu tối tăm. Một bàn tay ấm áp như ánh nắng ban ngày. Nhưng Hồng Ngọc lưỡng lự, còn điều gì ngăn cản cô, không cho cô nắm lấy bàn tay ấy. Để rồi khi tỉnh giấc, bàn tay ấy đã rời xa cô, chỉ còn hơi ấm vương lại nơi này, khiến cho cô không khỏi tiếc nuối. Dần dần Hồng Ngọc không còn sợ bóng tối. Cô biết mình không cô đơn. Nếu càng trốn chạy thì tâm hồn cô càng yếu đuối. Cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng. Phải đối mặt với nó. Cũng chính là đối mặt với tình cảm của mình. Trực giác nói cho cô biết bàn tay kia sẽ có lúc rời xa cô mãi mãi. Vậy tại sao cô còn chần chừ? Mấy ngày nay Văn Phi thấy tình hình sức khỏe của Hồng Ngọc đã tốt hơn nhiều. Cô không còn mê sảng mỗi đêm, tinh thần cũng phục hồi được quá nửa. Cứ như vậy thì chỉ mai kia là cô sẽ trở lại bình thường. Hắn đã hứa với lòng mình là sẽ không gây cho cô bất cứ tổn thương nào nữa. Đêm này hắn đã đọc lá đơn ly hôn không biết bao nhiêu lần trước khi đem nó đặt vào trong phòng cô. Văn Phi ngắm cô thiêm thiếp ngủ trên giường, vẻ mặt nhẹ nhõm, có vẻ như cô đã không còn sợ hãi. Hắn nắm lấy bàn tay của cô, đặt lên đó một nụ hôn. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy cô dịu dàng như vậy. Khuôn mặt này vĩnh viễn về sau hắn sẽ không quên. Bỗng tay của Hồng Ngọc cử động, bàn tay siết chặt nắm lấy tay của Văn Phi. Cô mở mắt trong bóng tối, có thể thấy được hai hàng lệ lấp lánh trên má. Hắn vội buông tay của cô, còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ rằng cô sẽ chán ghét và đuổi hắn đi. Văn Phi đành im lặng quay lưng rời khỏi phòng. Nhưng chưa kịp bước đi thì hắn liền khựng lại. Hồng Ngọc vừa kéo tay của hắn. Giây tiếp theo hắn quay lại nhìn cô, chỉ thấy ánh mắt tha thiết đang hướng về phía hắn. Trong đời chưa từng ai nhìn hắn mãnh liệt như vậy. Ngay lập tức Văn Phi liền ôm lấy cô. Hắn tưởng như tim của mình vỡ ra rồi, muốn thở mà không thở nổi. Lúc mà hắn nhận ra Hồng Ngọc đang ở trong vòng tay của mình, hắn còn tưởng đây là một giấc mơ. Nhưng hơi ấm này, tiếng thổn thức này, nhịp tim này, tất cả đều là thật. Cô ấy bằng xương bằng thịt tự nguyện lao vào trong lòng hắn. Cuối cùng thì hắn cũng đợi được đến ngày này. Hai người hoàn toàn yên lặng, không ai nói với ai câu gì, cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi. Cảm xúc không cần phải dẫn lối, trực tiếp lắng nghe tiếng lòng của đối phương. Muôn ngàn lời cũng không thể giải bày cho nổi. Cho tới khi Hồng Ngọc ngủ quên trong vòng tay của Văn Phi, hắn liền nhận ra đã quá nửa đêm. Có thể sáng mai tỉnh dậy cô ấy sẽ rời bỏ hắn, nhưng cứ biết đêm nay hắn có cô hoàn toàn trọn vẹn. Sáng hôm sau Văn Phi dậy không thấy Hồng Ngọc đâu. Hắn lập tức tỉnh ngủ, vội mở cửa đi tìm cô. May sao thấy cô đang nấu nướng ở trong bếp. Hắn liền thở vào một tiếng. Hồng Ngọc quay lại nhìn hắn, cô lờ đi rồi tiếp tục đảo đồ ăn ở trong chảo. Văn Phi nhớ ra một chuyện, hắn quay lại phòng cô. Vẫn thấy tờ ly hôn đặt ở trên đầu giường. Cô đã đọc những gì hắn viết trong này chưa? Tại sao còn không ký? Bỗng bên ngoài có tiếng gọi. Anh mau ra ăn sáng đi, xong còn đưa tôi đến công ty. Hôm nay tôi muốn đi làm. Hắn lập tức gập lá đơn lại rồi đem giấu xuống khe giường. Trong lòng mừng huýnh, cô chịu nói chuyện với hắn. Thế là hắn không sợ mất vợ nữa rồi. Thực ra thì Hồng Ngọc đã đọc lá đơn ly hôn, lúc đó cô không ký, nhưng không phải vì thế mà cô thay đổi thái độ với hắn. Ngoài mặt Hồng Ngọc vẫn dửng dưng và lạnh lùng như cũ, chỉ những lúc cần thiết thì cô mới nói một hai câu. Hồng Ngọc biết rằng mình đang do dự, cô bắt đầu không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Dù lý trí vẫn giữ được 7 phần kiên định, nhưng con tim đã sớm nghiêng về phía hắn. Sau chuyện này Hồng Ngọc đã cởi mở với Văn Phi nhiều hơn, hắn tất nhiên được đà tiến tới. Một người thông thạo tình trường như hắn, khi biết cá đã bị nhừ thì phải làm gì để cho nó đớp mồi. Không dồn dập, hắn đã đọc được vị của cô. Một người thích sự dịu dàng và tử tốn,
Dù cô có cứng rắn không chấp nhận hắn, thì bằng sự kiên nhẫn và khéo léo của mình, hắn đã có thể từng bước tiến gần cô hơn. Đặc biệt là khi đêm xuống, hắn được phép qua phòng của cô, hai người nằm cạnh nhau. Hắn làm theo những gì cô chỉ đạo, cứ nắm tay cả đêm ngủ tới sáng. Có hôm hắn nghiêng người hướng về phía cô, mạnh dạn cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình rồi cười nói: "Em biết anh từng ước gì không?" Thường thì cô sẽ lờ hắn đi, nhưng lần này lại khác, cô nhìn hắn chờ đợi. Phần phì giữ nguyên nụ cười ấy, hắn liền nói tiếp: "Anh ước em nghe được tiếng lòng của anh." Cô bỗng thấy ngại ngùng, cảm giác má mình nóng lên, vội giật tay ra, cô quay người lại cuộn chăn thành một cái kén. Văn Phi hạnh phúc ôm lấy cái cuộn chăn ấy, hắn hôn lên tóc của cô thì thầm: "Có anh ở đây rồi, em đừng sợ." Chính lời nói đó đã khiến 7 phần lý trí trong cô giãn vỡ. Giờ đây khi ở bên hắn, cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Tưởng chừng như sóng gió đã qua đi, Hồng Ngọc nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ không một chút lo âu. Bỗng chân của cô lạnh toát, cảm giác như có thứ gì đó đang bỏ lên người của mình. Hơi lạnh lan dần từ chân tới bụng, Hồng Ngọc toàn thân cứng đờ. Cô muốn sờ thử nhưng lại không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Có vẻ cái kén bằng chăn mà cô cuộn lại đang siết chặt lên người của cô, khó thở quá. Hồng Ngọc liếc mắt nhìn thứ đang bám dưới chân của mình, cô lập tức chết lặng. Một cái đầu vỡ toác đang nhấp nhô bỏ đến. Từ bụng, hai bàn tay lạnh như đá bám lấy tay của cô. Rất nhanh cô liền thấy thứ đó ngẩng mặt lên. Đó là Lý Thị Hoa. Hồng Ngọc thầm gào lên, mặt cô ta bị bít máu và dịch nhầy chảy từ mắt mũi miệng. Cả khuôn mặt gần như biến dạng, vỡ nát ra thành một mảng. Thị Hoa khó nhọc trườn lên người của cô. Mỗi lần cô ta chạm vào là mỗi lần cô rùng mình, muốn hét lên không thành tiếng, chỉ có thể há miệng để thở. Hơi lạnh thấm qua da thịt và tận xương tủy của cô. Đây là thật hay sao? Một tay của Thị Hoa với lấy cổ của Hồng Ngọc, kéo theo đó là khuôn mặt nát bấy tiến tới đối diện mặt của cô. Hai tròng mắt đỏ quạnh như máu trừng trừng nhìn cô. Hơi lạnh phả ra tanh nồng, miệng cô tàn mấp máy, giọng nói đầy thều thào: "Chồng, trả chồng, trả chồng cho tao." Tay của cô siết chặt lại, cầu họng của Hồng Ngọc lập tức nghẹn cứng, không thở được. "Trả chồng cho tao, anh ấy là chồng của tao." Cô vùng dậy căng lồng ngực hít lấy hít để, bất giác cô cho tay sờ lên cổ. Sau đó nhìn quanh một lượt, không có, người phụ nữ kia không thấy đâu cả. Thực ra chỉ là một cơn ác mộng, bên ngoài trời đã tảng sáng. Phần phì vẫn đang say giấc bên cạnh. Cô yên lặng nhìn hắn, chợt nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt của hắn đã in đậm trong tâm trí của mình từ bao giờ. "Có phải dùng cả đời để bù đắp cho em, anh cũng sẽ chấp nhận." Lời của hắn vang lên bên tai, khiến cho tim của cô đau nhói. Có phải cô đã sai rồi không? Cô sai rồi. Chỉ hôm sau, khi đang đứng đợi Văn Phi đến đón từ công ty về, Hồng Ngọc bỗng gặp lại cô Đồng Linh. Bà ta đột ngột xuất hiện khiến cho cô chột dạ. Không đợi cô phản ứng, bà ta lại nói: "Hôm nay là tròn 100 ngày cô bỏ bùa. Tôi đến để thông báo với cô, hôm nay hắn sẽ phải chết." Thế mặt của Hồng Ngọc biến sắc. Cô Đồng Linh thở dài rồi nói tiếp: "Cô không vui sao? Hắn đã phải trả giá cho những gì hắn gây ra với cô. Chẳng phải cô rất muốn thấy kết cục của hắn? Nhớ lại xem mục đích của cô là gì." Hồng Ngọc nuốt một ngụm nước miếng. Đúng vậy, hắn đã hại cha cô, đã khiến cuộc đời của cô trở nên thê thảm. Hắn là tên khốn, hắn đáng phải chết. Nhưng Văn Phi yêu cô. Hồng Ngọc biết là tình yêu của hắn vốn không tự nhiên sinh ra, song thực tế là hắn đã yêu cô. Tình cảm đó là chân thật. Hắn sẵn sàng chết vì cô, thì cũng sẵn sàng dùng cả đời của hắn để bù đắp cho cô. Cô chính là bị dao động bởi suy nghĩ đó. Trên đời này không dễ gì để tìm được một tấm chân tình như vậy. Yêu tới không màng sống chết, cô tin rằng không còn ai khác ngoài hắn. Hồng Ngọc nghĩ hồi lâu, cô liền nói: "Tôi sẽ tìm cách khác để cho hắn phải trả giá cho những chuyện đã qua, nhưng mà không phải là giết hắn." "Không được." Cô Đồng Linh đổi giọng lạnh lùng nói: "Bùa một khi đã gieo thì phải theo đến cùng. Tôi đã nói gì trước đây? Tôi nói là cô không được dao động, tâm của cô phải quyết tiệt. Nghe tôi, hắn không đáng để cho cô phải thương hại.
Chỉ cần cô bỏ được hắn thì cuộc đời cô về sau sẽ vô cùng viên mãn. Hãy gọi điện cho hắn đến đón cô như thường lệ. Giờ tử của hắn sắp đến rồi, tôi không tiện ở lại. Xong việc nhớ đến trả tiền cho tôi. Dứt lời, cô Đồng Linh liền bỏ đi. Bà ta băng qua đường rồi mất hút sau một chiếc xe tải. Hồng Ngọc thất thần đứng nhìn theo. Phải rồi, cô và hắn đâu có thể sống với nhau. Mối thù giết cha sẽ đeo đẳng cô cả đời. Có thể là bây giờ cô đang xa vào lưới tình của hắn, cho nên không cảm thấy nặng nề gì. Nhưng nhiều năm sau, khi vô tình nhớ lại, cô sẽ hối hận vì hôm nay không giết hắn. Hồng Ngọc vô thức bấm máy gọi cho Văn Phi. Cô phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Không cần cả đời của hắn, cô vẫn sống tốt. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng của Văn Phi vọng ra. Em tan ca rồi sao? Anh đến đón em bây giờ đây. Không cần đâu, anh qua siêu thị mua hộ em con cá. Nhanh đi, em bắt taxi về cũng được. Hồng Ngọc cố ra vẻ tự nhiên đáp. Em sao vậy? Có... Văn Phi dường như nhận ra điều khác lạ. Hắn toan hỏi thì Hồng Ngọc ngắt lời. Không sao, hôm nay em có chuyện vui, muốn nấu một bữa ăn thật ngon. Cô nghẹn giọng nói, nước mắt đã rơi đầy mặt. Thôi taxi đến rồi, em lên xe đây. Hồng Ngọc tắt máy, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Từ giờ sẽ không gặp lại, vĩnh viễn không bao giờ thấy nhau nữa. Cô nghĩ rồi phải về nhà mẹ dọn đồ, sau đó xin nghỉ việc rồi đặt vé máy bay vào trong Nam. Cô sẽ rời khỏi đây, hắn vì thế cũng không phải chết. Có thể là rất lâu sau cô mới quên được hình bóng của hắn, thậm chí là cả đời này cũng không tìm được ai thay thế. Nhưng đây là cách làm duy nhất mà cô nghĩ ra lúc này, miễn là hắn còn sống. Cô sai rồi, không ai thay đổi được số phận đâu. Người phải chết đáng nhẽ ra là hắn, nhưng cô dám gì cằn hoán số, vì vậy cô phải thế mạng cho hắn. Cô Đồng Linh đứng bên đường cầm tẩu thuốc, nhìn đám đông đang xúm lại một vụ tai nạn vừa xảy ra. Có chiếc xe tải mất phanh trông túng vào một người đang sang đường, kết quả khiến cho người tử vong tại chỗ. Phụ nữ thật là kỳ lạ, họ có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng lại không thể điều khiển được mình. Hồng Ngọc ba lần lập mưu bỏ bùa đều thành công. Cô Đồng Linh nghĩ rằng với một người thông minh và lý trí như vậy, hẳn là sẽ không khiến cho bà ta thất vọng. Thực ra bùa yêu chưa phải là loại bùa có ma lực khủng khiếp nhất, nhưng nó lại khiến dễ cho con người ta sa ngã. Hồng Ngọc chỉ còn thiếu một chút nữa là đã vượt qua được cám dỗ của nó. Không phải tự nhiên cuộc sống của cô trở nên sóng gió như vậy, tất cả đều là thách thức mà nó đặt ra để thử người dùng. Nên nhớ, bùa là một công cụ, nhưng nó là công cụ sống. Một khi bước vào thế giới của nó thì phải tuân thủ luật mà nó đề ra, nếu không người dùng sẽ bị đào thải. Người chơi bùa không cần phải có tu vi hay là căn cơ, nhưng nhất định phải có kiên tâm, tức là luôn phải giữ vững lập trường, không được dao động, nếu không sẽ thành họa diệt thân. Đa số những người tìm đến xin bùa của chỗ cô Đồng Linh đều không ai chịu được luật của nó. Không thể làm chủ khi thành con mồi, đó là một cách dưỡng quỷ rất tinh vi. Hồng Ngọc cũng giống như một con chim được bà ta dùng bùa dụ vào trong chuồng. Tưởng là con chim này có thể hóa thành phượng hoàng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bữa tối cho con mèo đen. Nó đã đánh dấu vào chân của cô, thì dù có chết ở đâu cô ta cũng sẽ về tòa chung cư kia, vĩnh viễn không thể rời khỏi đó nửa bước. Hỡi những ai có ý định chơi bùa ngải, hãy nghĩ thật kỹ trước khi xuống tay, vì thế giới ma quái này sâu không có đáy, bước chân vào thì không thể thấy cửa ra được đâu. Lại nói tới Văn Phi, vì tác dụng của bùa yêu, hắn cả đời chỉ có thể yêu một mình Hồng Ngọc. Cầu chết hắn hóa điên, ngày đêm tìm kiếm hình bóng của cô khắp nơi, sống trong ảo vọng với cô nốt quãng đời còn lại. Gia đình của Văn Phi đưa hắn đi chữa chạy đủ kiểu, mời cả thầy cũng tới giải, nhưng kết quả hắn vẫn không tỉnh. Mẹ hắn thậm chí còn ép hắn lấy vợ khác. Nhưng đêm tân hôn cô ta bị hắn dùng dao dọa giết, gia đình lâm vào hoàn cảnh tuyệt tự tuyệt tôn, đời sau không còn ai hương hỏa.
Người bắt đầu chuỗi sai lầm này không ai khác chính là Hồng Ngọc. Nếu cô không đem cuộc đời của mình ra đánh cược, không nhận lời Lê Văn Phi thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Làm người đừng vì bất cứ chuyện gì mà buông xuôi số mệnh của mình. Người không vì mình trời tru đất diệt, âu cũng là cái nghiệp mà từng người phải gánh. Quả báo thường đến bất ngờ, đâu ai biết trước được kết cục của mình sẽ thế nào. Trên đời yếu đuối nhất là lòng dạ đàn bà, nhưng hiểm độc nhất cũng là lòng dạ đàn bà. Tới cùng lại chết vì một chữ yêu. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi hết những tập của bộ truyện này. Một lần nữa thì xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện tiếp theo mà kênh Nghe Đọc Truyện .net sẽ phát hành trong thời gian tới. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt quý vị.